chương 2900, sau lưng bí mật, triệu song xác thực có ý định như vậy, bà La Tiên Hoa quá chân quý, bởi vậy dù lão tử hắn ra ngoài chinh chiến, vẫn để lại một thủ hạ đắc lực tỏa chấn dược viên, tuyệt không để xảy ra vấn đề. Nhưng bị Lăng Hàn nói như vậy, hắn liên tục lắc đầu, dùng sức lớn đến hận không thể quay hai vòng. Không dám, không dám, tiểu đệ nào dám có ý nghĩ như vậy, lòng ca ngươi suy nghĩ nhiều. Lăng Hàn lấy ra một viên đan dược, ném về phía triệu Song. Ăn đi, Long ca, đây là đan dược gì? Triệu song vẻ mặt đau khổ hỏi, đương nhiên là độc dược. Lăng Hàn thuận miệng nói, à, triệu song đã muốn uống thuốc, thế nhưng nghe được lời này của Lăng Hàn lập tức ngừng lại. Lăng Hàn nói, đây là độc dược mạn tính, ăn vào sẽ không lập tức chí mạng, nhưng chỉ có ba ngày, ba ngày vừa đến, không có giải dược của ta, ngươi liền tự cầu nhiều phúc a. À. Triệu song không ngu ngốc, hắn tự nhiên biết rõ Lăng Hàn là có ý gì, chỉ cần hắn dám trở mặt, như vậy Lăng Hàn có khả năng phải chết, mà hắn tuyệt đối cũng sẽ độc phát thân vong. Tiểu đệ minh bạch, tiểu đệ minh bạch, triệu song ăn vào độc dược, mặt xám như cho, có một loại cảm giác sinh không thể luyến. Trong nội tâm lăng hàn cười cười, hắn ở đâu ra độc dược, chỉ là dọa triệu song mà thôi, nhưng vì để cho triệu song vững tin không thể nghi ngờ, hắn cố ý dùng chút thủ đoạn, để cho trong bụng triệu song như xoắn ốc, vô cùng đau nhức. Cái này có thể ở trong phạm vi chịu được, nhưng lại tuyệt đối không có cách nào không để ý đến. Triệu song nhát gan, không có một hồi liền nhịn không được nói. Long ca, ta cảm giác độc tính muốn phát tác rồi, nhanh cho ta giải dược. Banh, lăng hàn đá một cước, đạp bay triệu song. Nếu không phải đan dược này là lăng hàn lấy ra, thật đúng là bị triệu song lừa gạt, tưởng rằng kia là độc dược thật. Ít nói nhảm, nhanh, lăng hàn không có chậm trễ thời gian, lập tức mang theo triệu song đi ra. Triệu song bị bắt, tin tức như vậy rất nhanh truyền khắp toàn thành, dù địa phương dược viên vắng vẻ cũng không có khả năng chậm thời gian quá dài, bởi vậy hắn phải đuổi ở trước khi tin tức tiến vào dược viên rời đi. Vị trí dược viên xác thực rất xa, giấu ở trong núi hoang, nhưng bốn phía đều có trận pháp, có một Tiên Vương tầng 8 tọa trấn. Lăng Hàn đã sớm tiến vào không gian tiên khí, mà Triệu Song thì hành tẩu ở bên ngoài, không gian tiên khí giấu ở trên người của hắn. Đây là một hành động mạo hiểm, vạn nhất lá gan của Triệu Song lớn một chút, xin giúp đỡ tên Tiên Vương tầng 8 kia, vậy Lăng Hàn chính là cá trong chậu, dù có thể chạy trốn, tất nhiên cũng phải trả giá cực lớn. Nhưng một là lang hàn to gan lớn mật, thứ hai hắn cũng tin tưởng nhị thế tổ như triệu song càng thêm quý trọng tánh mạng của mình, tuyệt không dám liều ngọc thạch câu phần. Triệu song hít một hơi thật sâu, thu vẻ kinh hoàng vào, khôi phục bộ dáng nhị thế tổ, sau đó đi vào trong núi. Triệu song, lại tới đây trộm dược, một thanh âm vang lên, mang theo chế nhạo. Triệu song chỉ thấy hoa mắt, trước mặt nhiều hơn một người quấn quanh tám đạo dị sắc, đúng là tiên vương tỏa trấn ở đây. Trong lòng của hắn một trận lửa nóng, lời cầu cứu thiếu chút nữa thốt ra. Thế nhưng hắn lập tức nghĩ tới biểu lộ bình tĩnh của Lăng Hàn, tựa hồ có lấy vô cùng tự tin, để cho hắn không khỏi phát lên hàn ý. Phải biết rằng, lúc trước tiên vương tầng 9 cũng xuất động rất nhiều, nhưng không thể bắt được Lăng Hàn. Kỳ thật đây là triển phi vũ loạn nhập, chuyển di ánh mắt, đã tạo thành hiểu lầm. Có lẽ kết quả xác thực như thế, người nghe sẽ không nghĩ nhiều như vậy, chỉ sẽ cảm thấy Lăng Hàn vô cùng như bức, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng bắt không được. Bởi vậy, hắn tự nhiên càng thêm không có lòng tin với tiên vương tầng 8, vạn nhất chỉ là đuổi lăng hàn đi, độc trên người hắn do ai tới giải. Tưởng tượng như vậy, tâm hắn liền lạnh xuống, hứa thúc, ngài nói đùa, ta chỉ là vào xem. Hắn nói như vậy, mỗi lần ngươi đều nói như vậy, nhưng có lần nào sẽ thành thành thật thật. Tiên vương tầng 8 kia cười nói, nhưng vẫn phất phất tay. Vào đi, đây là triệu nguyên ý phân phó, chỉ cần triệu xong không quá phận, có thể cho hắn xem một chút bà la tiên hoa, dù sao cũng là thân nhi tử a triệu xong gật đầu bước về phía giữa núi sau khi đi mấy bước hắn còn quay đầu lại nhìn thoáng qua trong nội tâm lại có chút xúc động nhưng cuối cùng không có mở miệng tiến vào thâm sơn lăng hàn từ trong không gian tiên khí xuất hiện hắn đã vận chuyển khi thiên thuật chỉ cần không ra tay cam đoan dù tiên vương tầng 9 cũng sẽ không phát giác đến nơi đây nhiều hơn một người trừ khi tận mắt thấy đây là dược viên gieo rất nhiều tiên dược nhưng đại bộ phận dược linh đều rất thấp đối với tiên vương không có tác dụng gì, ít nhất cũng phải chờ thêm cả kỷ nguyên mới được. Cái này để cho Lăng Hàn càng thêm kinh ngạc, bởi vì tiên vương đại dược khó có thể thành thục như thế, vì cái gì thăng long đan còn có thể tràn lan. Theo lý mà nói, bà La Tiên Hoa Hẳn là cần mấy kỷ nguyên mới có khả năng phát triển, kết quả, nghiêm trọng hạn chế sản lượng của thăng long đan. Long ca, chính là cái này. Triệu song dừng lại, chỉ một khối dược điền ở tiền phương. Lăng Hàn nhìn sang, cái này là bà La Tiên Hoa. Đây là một loại thực vật cực kỳ đẹp đẽ, cành đỏ tươi như máu, lá cây thì hiện lên tử sắc, trên có đạo đạo mạch lạc thanh sắc, cực kỳ đoạt nhãn cầu. Có chút bà la tiên hoa đã nở rộ, bông hoa to như nắm đấm, cánh hoa cực kỳ mập, sắc thái càng thêm lộng lẫy, có chỉ là nụ hoa, có càng kết trái cây, đồng dạng sắc thái diễm lệ. Lăng Hàn đi tới, khoảng cách gần quan sát, hoa này rất đẹp, thậm chí có chút quá đẹp rồi, cho hắn một loại cảm giác rất tà ác. Cái này tuyệt không phải ảo giác, bởi vì Lăng Hàn nghe thấy được mùi máu tươi. Hoa này chỉ dùng cái gì chăm bón? Lăng Hàn quay đầu hỏi, Long ca, ta cảm giác sắp không thở nổi rồi, người có phải tính toán sai thời gian hay không, độc tính đã phát tác. Nhưng triệu song lại tâm thần có chút không tập trung, căn bản không có nghe được Lăng Hàn hỏi. Ba, Lăng Hàn cho hắn một cái tát, mới rốt cục đánh hắn tỉnh lại, một bên bụng mặt, một bên ủy khuất nói. Long ca, ngươi làm gì đánh ta? Đang hỏi ngươi đó, triệu song giật mình, lại nói, Long ca, người hỏi cái gì? Lăng Hàn lắc đầu, lập lại vấn đề một lần, chương 2901, tìm hiểu và kiểm tra chân thân một. Ta không biết, triệu song mờ mịt lắc đầu, Lăng Hàn không có hỏi lại, nhị thế tổ này trong mắt chỉ có bà La Tiên Hoa mà thôi, này có thể đổi đến tài phú kinh người, thế nhưng bà La Tiên Hoa là chồng như thế nào, điểm ấy hắn liền không thèm để ý. Hắn quan sát, trong nội tâm bay lên một suy đoán. Một lúc sau, hắn đột nhiên dùng mình, nói với triệu song. Có người đến, không nên lộ ra chân ngựa, hưu, hắn tiến vào không gian tiên khí. Rất nhanh, có người tới, đây là tiên vương tầng 5, chứng kiến triệu song, vội vàng đánh cái bắt chuyện. Thuộc hạ ra mắt công tử, triệu song rụt rè gật đầu, miễn đi, tiên vương này đi đến bên cạnh dược điền trồng bà la tiên hoa, tay hất lên, lập tức có rất nhiều cỗ thi thể xuất hiện, có nhân tộc, cũng có thú tộc, cầm tộc, nhưng tất cả đều là tiên vương, dù chết rồi, y nguyên có một cỗ uy áp đáng sợ, căn bản không có cách nào giả tạo. Con mắt của Triệu Song trở nên rất tròn, bởi vì lúc trước Lăng Hàn vừa vặn hỏi qua, để cho hắn lập tức phát lên liên tưởng. Quả nhiên, tiên vương tầng năm kia chém vỡ tiên vương thi, hóa thành huyết phú cốt mảnh vùi vào trong dược điền. Động tác của hắn rất quen thuộc, giống như đã trải qua rất nhiều lần. Bởi vậy, tốc độ của hắn rất nhanh, không bao lâu liền kết thúc công việc, sau đó nhìn Triệu Song nhẹ gật đầu. Thuộc hạ cáo lui, Triệu Song vẫn còn trong lúc khiếp sợ, chỉ chết lặng gật đầu đợi tên tiên vương kia rời đi, Lăng Hàn xuất hiện. Sắc mặt hắn ngưng trọng, quả nhiên như hắn sở liệu. Lúc trước hắn một mực khó hiểu, vì cái gì thăng long đan chỉ có tiên vương mộ địa mới có, hơn nữa hiệu quả nghịch thiên như vậy. Nhưng hiện tại đáp án công bố rồi, bởi vì bà La Tiên Hoa chỉ dùng thi thể tiên vương làm phân bón gieo trồng ra. Cái này tương đương với dùng tiên vương bồi dưỡng tiên vương, hơn nữa ở trong đó khẳng định có đại lượng hao tổn, có lẽ 10 tên tiên vương mới có thể nuôi dưỡng được một tiên vương thế nhưng không sao cả nơi này là tiên vương mộ địa mỗi năm đều có đại lượng tiên vương nhốt vào cung cấp đại lượng tài liệu chẳng trách rất nhiều tiên vương không có bối cảnh cũng bị ném vào nguyên nhân căn bản ở chỗ này nếu như thăng long đan cầm không đi ra mà nói tiên vương bên ngoài cần gì làm chuyện như vậy không nên ném tiên vương vào đây a à. hí lăng hàn lập tức minh bạch cái này khả năng liên quan đến một chợ đen cự đại ở bên ngoài nhất định có thế lực bắt tay rũi vào có thể đạt được thăng long đan có lẽ thế lực như vậy không chỉ một, hơn nữa bởi vì hiệu quả của thăng long đan, thế lực giao thiệp với lợi ích này khẳng định vô cùng cường đại, thậm chí có bối cảnh thiên tôn, nếu không làm sao lấy thăng long đan ra. Hắn đổi vị trí suy nghĩ, nếu như hắn là một vị thiên tôn, vì thu hoạch thăng long đan sẽ làm như thế nào? Phái một tiên vương tầng 9 đi vào nơi này, chiến lực vô cùng cường đại, có thể khống chế được một thành, như vậy liền có thể đạt được đại lượng tiên vương thi, đại diện tích gieo trồng bà la tiên hoa. Đến thời gian nhất định, Hắn liền ra tay, mở ra tiên vương mộ địa, lấy đi thang long đan. Cái này không phải cướp ngục, muốn làm được không khó, hay tiến đưa tiên vương vào lịch lãm rèn luyện làm cớ, có thể mang người và đan ra, ví dụ như Hắc Lư, một ức năm sau nó sẽ tới kiếm mình, chẳng lẽ thiên tôn khác không được. Làm hàn cao mày, đây là một lợi ích cử đại, nếu như hắn đi đụng vào, có thể sẽ dẫn xuất thiên tôn nhằm vào hắn. Có lẽ không chỉ một thiên tôn, mà là mấy cái, thậm chí thêm nữa. Ta quả nhiên là tai tinh A. À hắn cảm khái tiến vào đây chỉ là muốn chiến đấu nhanh tăng lên tu vi không nghĩ tới lại va vào đại sự như vậy hắn đương nhiên có thể khoanh tay đứng nhìn dù sao tiên vương bị ném vào đây phần lớn đều là trừng phạt đúng tội không biết chuyện gì xảy ra nhưng luôn có một loại cảm giác không ổn a à. lăng hàn trầm tư dù hắn phát hiện ra bí mật của thăng long đan cái này tương đương với rất nhiều tiên vương tới thành toàn một tiên vương nhưng là một đan sư hắn không cách nào tiếp nhận đan dược như vậy Đan dược không có đơn giản như thế, nếu như mở rộng ra, có phải hơn 10 gốc tiên vương đại dược chung một chỗ luyện chế, có thể đồng dạng đạt tới hiệu quả của thăng long đan hay không? Hoàn toàn không có khả năng, dựa vào cái gì thăng long đan có thể, Lăng Hàn giải thích không được, vốn lấy trực giác của một vị đan đạo đế vương, hắn cảm thấy bà La Tiên Hoa không chỉ dùng tiên vương huyết nhục nuôi như thế đơn giản. Hắn hái hai gốc bà La Tiên Hoa thu vào không gian tiên khí, về sau có thể chậm rãi nghiên cứu, sau đó lại để cho Triệu Song dẫn hắn rời đi. Triệu Song nào dám hai lời, lập tức mang theo không gian tiên khí rời đi, ngay cả bà La Tiên Hoa cũng không có trộm, bởi vì hắn biết rõ, nếu trộm, cũng phải giao cho Lăng Hàn. Hắn ly khai, tên tiên vương tầng 8 kia còn đi ra nhìn một chút, thấy chỉ ít đi hai gốc bà La Tiên Hoa, liền sảng khoái thả Triệu Song rời đi, bằng không mà nói, hắn nhất định sẽ bắt Triệu Song giao bà La Tiên Hoa ra. Ly khai núi hoang, Lăng Hàn xuất hiện, thu Triệu Song vào không gian tiên khí. Hiện tại hắn cần biết cũng biết rồi, có cần tiếp tục lưu lại Quỷ Vương Đô hay không? Suy nghĩ một trận, Lăng Hàn quyết định lưu lại, chính bởi vì có rất nhiều Tiên Vương tầng 9 muốn bắt hắn, mới có thể cho hắn đầy đủ áp lực, để cho hắn bảo trì tu vi nhanh tăng lên. Vậy thì tới đấu một trận, Lăng Hàn chiến ý hừng hực, áp lực càng lớn, ý chí chiến đấu của hắn lại càng dâng trào. Hơn nữa, tính tình của hắn cũng như vậy, các ngươi muốn bắt ta, giết chết ta, ta hết lần này tới lần khác muốn lưu lại, cho các ngươi một ngạt hơn nữa hắn cũng rất muốn từ trên người lục cao tiêm tìm được vị đại nhân vật thần bí kia rốt cuộc là ai lúc trước hắn không biết nhưng hiện tại bởi vì thăng long đan cái này khả năng liên quan đến mấy thế lực cường đại đấu tranh muốn tranh đoạt thị trường bà la tiên hoa bởi vì thuộc hạ nắm giữ càng nhiều người liền có thể nuôi dưỡng được càng nhiều bà la tiên hoa nữa tương đối với nhau số lượng thăng long đan cũng càng nhiều cái đồ chơi này cầm đi ra bên ngoài là có thể cải biến một phương thiên địa bố cục Triệu song mất tích tự nhiên ở trong thành đưa tới phong ba, cái này ý nghĩa hung thủ thần bí kia không có bởi vì đám người thanh quỷ tiên vương trinh phạt cát khai thành mà thu liếm, lại vươn ma trường. chương 2902, tìm hiểu và kiểm tra chân thân hai Nhưng từ một phương diện khác mà nói, có phải cát khai thành chịu không được áp lực, cần dùng phương thức như vậy để đại quân xuất trinh lui binh hay không? Người quỷ vương đô không biết, bởi vì hai thành cách xa nhau quá xa rồi. Lại qua một năm, quân xuất trinh rốt cục trở về rất nhiều tiên vương thụ thương, càng có rất nhiều tiên vương vĩnh viễn không về được, nhưng thanh quỷ tiên vương lại tuyên bố một tin tức để cho người phấn chấn, đó chính là bọn họ đánh thắng, bắt buộc các khai thành bỏ ra một giá lớn thật lớn, mới để quân xuất trinh đình chỉ công kích. Bất quá, vừa về tới phủ thành chủ, chúng tiên vương tầng 9 ai cũng âm trầm. Tuy bọn hắn là một phương chiến thắng, lại tổn thất cực lớn, mấu chốt là, bọn hắn còn náo loạn cái ô long. Bởi vì Lý Long kia căn bản không phải người cắt khai thành. Triển phi vũ cũng lập thể ngôn, căn bản không biết Lý Long là ai, càng cùng lục ly chết hoàn toàn không có vấn đề gì. Thể ngôn vẫn có thể tin tưởng, cái này để cho đám người thanh quỷ tiên vương đều khẳng định, triển phi vũ hẳn là vừa vặn gánh tội cho Lăng Hàn. Bất quá, vô luận là triển phi vũ hay các khai thành cũng thoát không được quan hệ, vì bọn họ đúng là mưu đồ quỷ vương đô. Hai bên cũng không có một mực đánh tiếp, bởi vì tuy phương diện quỷ vương đô chiếm được thượng phong, nhưng không phải là ưu thế áp đảo, nếu không thu binh, dù một phương quỷ vương đô có thể thắng được, cũng là thắng thảm, thực lực xuống đến đáy cốc. Đến lúc đó, thế lực khác thừa cơ công kích, cái kia chẳng khác gì là vì người khác làm mai mối. Lý Long kia, đến cùng là người nào? Thanh quỷ tiên vương trầm giọng hỏi, bẩm sư phụ, căn cứ đổ nhi điều tra, người này là gần đây mới tiến vào tiên vương mộ địa. Âm hà tiên vương lập tức đứng dậy nói ra tư liệu của Lăng Hàn. Kỳ thật cũng không phải bí mật gì, Lăng Hàn ở trong đấu tràng đại sát tứ phương, dũng mãnh vô địch, đây cũng là sự tình mọi người đều biết. Một tiên vương tầng 4 nho nhỏ, có được chiến lực như thế tuyệt không bình thường. Đường Minh bá trầm giọng nói, hiện tại hắn đã triệt để tỉnh táo lại. Xác thực, thanh quỷ tiên vương gật đầu, đừng nói đế tinh, dù tiến hóa lũy thừa đạt tới 12, cũng không có khả năng để cho hắn ở tầng 4 địch nổi tầng 7. Trên người của hắn, hẳn cất dấu bí mật cực lớn. Lục cao toàn nói, còn nhìn lục cao tiêm, chẳng lẽ, trên người hắn cũng có bí mật thiên tôn chúng tiên vương kinh hô, cũng chỉ có cái này mới có khả năng giải thích, bọn họ đều là tiên vương tầng 9, tuyệt đối nghĩ không ra có thủ đoạn gì có thể cho tiên vương tầng 4 bỏ qua cảnh giới áp chế, mãnh liệt đến như thế. Ở đây nếu có thể ra một môn thiên tôn bí thuật, vì cái gì không thể ra môn thứ hai. Lục cao tiêm cũng không thể kết luận, hắn chỉ biết là cửu hóa thiên kinh vô cùng cường đại, chín bộ hợp nhất, chiến lược khủng bố vô biên. Nhưng có thể để cho một tiên vương tầng 4 đi chiến tầng 7 hay không, cái này hắn cũng không biết nói ngắn lại, nhất định phải bắt được Lý Long kia. Thanh quỷ tiên vương trầm giọng nói, trước một thời gian ngắn hắn lại làm ác, kẻ này chưa trừ diệt, chúng ta còn có thể diện gì. Vâng, tiên vương khác đều gật đầu, có tiên vương tầng 9 tọa chấn, nhưng vẫn để cho lăng hàn muốn làm gì thì làm, muốn giết người liền giết người, vậy bọn họ đều mặt quét xác. Mặt khác, còn phải điều tra lại Lý Long này, bổn tọa hoài nghi thân phận của hắn có thể là giả. Thanh quỷ tiên vương nói, người từ bên ngoài đến lịch lãm rèn luyện. Triệu Nguyên Ý lập tức nói, nhi tử mất tích, chính là Lý Long gây nên, để cho hắn so với bất luận kẻ nào cũng phải tìm được Lăng Hàn, bởi vì nhi tử có khả năng còn sống. Cực kỳ có khả năng, bằng không mà nói, chiến lược kinh người như thế, dù thực sự tàn sát đồng môn, hẳn cũng có thể được ân xá. Lục Cao Tiêm nói, hiện tại đặt ở trước mặt tất cả mọi người, địch nhân lớn nhất là cuồng loạn, chỉ cần tương lai có thể trở thành quân chủ lực chống cự cuồng loạn, vậy vô luận phạm vào chuyện gì cũng có thể tha thứ, ít nhất cũng cho phép lập công chuộc tội. Chiến lực của Lăng Hàn yêu nghiệt đến tình trạng như vậy, làm sao có thể bị ném vào tiên vương mộ địa chứ? Cho nên, hắn là người lịch lãm rèn luyện khả năng rất cao. Đáng chết, chúng tiên vương hừ lạnh, đối với người lịch lãm rèn luyện có thể nói là vô cùng thống hận. Nhưng thần sắc của thanh quỷ tiên vương lại lạnh lùng, bởi vì chỉ có hắn tự mình biết, mình kỳ thật coi như là nửa người lịch lãm rèn luyện. Nhưng mục đích không phải tăng lên tu vi, mà là về phía bà La Tiên Hoa mà tới. Hắn nghĩ càng nhiều nữa, Lăng Hàn có thể là một thế lực nào đó phái tới, mục đích giống như hắn, đều là vì bà La Tiên Hoa hay không? Lục huynh, hắn nhìn về phía Lục Cao Tiêm, chúng ta lúc nào hành động? Lục Cao Tiêm gật đầu nói, nguyên cổ mộ quan hệ vô cùng trọng đại, Hoa Nguyệt đại nhân ý tứ là, hợp lực tất cả tiên vương tầng 9 của tiên vương mộ địa, chung một chỗ mở ra. Cho nên, tạm thời còn sẽ không hành động kính xin thanh quỷ huynh chờ chút thời gian, đến lúc đó bổn tọa nhất định sẽ thông báo. câu trả lời này lại để cho thanh quỷ tiên vương không quá hài lòng, hắn nhướng mày nói: chúng ta lúc nào có thể lấy được bộ hai của cửu hóa thiên kinh? thanh quỷ huynh không nên gấp, dựa theo ước định, chờ đến trước nguyên cổ mộ hoa nguyệt đại nhân sẽ dâng bộ hai của cửu hóa thiên kinh. lục cao tiêm cười nói: tất cả mọi người lộ ra lửa nóng, được chín bộ cửu hóa thiên kinh dung hợp thành một, có thể trùng kích thiên tôn. Cái này đối với bọn họ hấp dẫn thật sự quá lớn. Bởi vì một khi trở thành thiên tôn, bọn hắn có thể ly khai địa phương quỷ quái này. Đừng nhìn bọn họ đều là tiên vương tầng 9, cao cao tại thượng, nhưng một khi quỷ vương Đô bị thế lực đối địch công hãm, bọn hắn chôn cùng có khả năng cực kỳ cao. Ở chỗ này, mệnh của tiên vương không đáng tiền, dù tiên vương tầng 9 cũng không phải không thể hy sinh. Vậy thừa dịp trong khoảng thời gian này, như thế nào cũng phải bắt được Lý Long kia. Thanh Quỷ Tiên Vương lạnh lùng nói. Chúng tiên vương tầng 9 ai cũng mắt phun lửa giận, người không có bị lang hàn tiêu diệt hậu đại có thể đếm được trên đầu ngón tay, tự nhiên hận không thể lập tức bắt lang hàn xử tử. chương 2903, Hoàng Nguyệt Minh, lang hàn cũng không có dừng lại bộ pháp giết chóc, hắn thỉnh thoảng sẽ xuất động, có tiên vương cao dai tỏa chấn, hắn liền phòng thủ mà không chiến, thế nhưng nếu không có, vậy hắn liền không chút khách khí ra tay, khiến cho quỷ vương đô hỗn loạn. Rõ ràng chỉ là một tầng 4 mà thôi, làm sao lại có khả năng quấy ra nhiều mưa gió như vậy? Một là, quỷ vương đô quá lớn, hơn nữa nơi này là ngục giam tiên vương, có thiên tôn bố trí thủ đoạn, đại địa kiên cố, đối với thần thức nhìn quét có tác dụng suy yếu đặc thù, dù tiên vương tầng 9 cũng không có khả năng dò mỗi một tắc thổ địa. Thứ hai, lăng hàn tham khảo thủ đoạn của thanh quỷ tiên vương, cải tiến trận văn, để cho không gian tiên khí trở nên càng có tính ẩn nấp. Hắn thậm chí dung nhập khi thiên thuật vào tiên khí, khiến nó tự mang hiệu quả ngụy trang. Cái này không phải là không được, bởi vì tiên khí vốn chính là tiên binh cộng thêm ý chí võ đạo hình thành. Chỉ nói là đơn giản, thật muốn làm được lại không phải một chuyện dễ dàng, dù sao Lăng Hàn cũng không thiếu thời gian, vượt qua thời điểm giới nghiêm, hắn sẽ ở trong không gian tiên khí nghiên cứu thứ này. Thời gian trôi mau, một vạn năm đã qua, Lăng Hàn rốt cuộc dung khi thiên thuật vào không gian tiên khí, khiến cho tiên khí này có được tính an toàn càng tốt, dù tiên vương tầng 9 theo dõi hắn, cũng không có cách nào phân biệt ra. Vì thế, lăng hàn cũng ngụy trang đồ chơi này thành một cục đá nhỏ cái này liền gọi tiên khách cư a à, lăng hàn quyết định cho cái không gian tiên khí này cái danh tự hắn niệm vài câu cảm thấy cái tên này coi như không tệ để cho hắn rất thỏa mãn bất quá cái này vẫn chưa thể so sánh với hắc tháp hắc tháp có thể tùy ý thu nhỏ lại hóa thành hạt bụi thế nhưng tiên khách cư hiện tại không có cách nào biến hóa lớn nhỏ ở trên luyện khí ta còn có con đường rất dài phải đi tuy tiên khách cư vẫn chưa thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ đây là một khuyết điểm, nhưng Lăng Hàn cũng tương đối thỏa mãn, về sau từng bước một tới là được. Mà nhiều năm như vậy, tu vi của hắn cũng có tiến bộ, bởi vì mỗi lần hắn ra tay cũng không phải có thể thuận thuận lợi lợi đào tẩu, có rất nhiều lần bị tiên vương tầng 8 đuổi giết, hao tổn tâm cơ mới thoát ra tìm đường sống. Không ngừng chạy ở bên bờ sinh tử, ở trong nguy hiểm ma luyện mình, tốc độ tu hành của hắn tự nhiên nhanh. Hơn nữa nơi này có đại lượng tiên dược, hôm nay Lăng Hàn đã đẩy mạnh tầng 4 đến bước thứ 3 chỉ một vạn năm mà thôi theo như vậy suy tính hắn tiếp qua hai ba vạn năm là có thể trùng kích tầng năm tốc độ này nhanh đến dọa người mà ở trong vạn năm này lại xảy ra rất nhiều đại sự một liên minh thành lập xưng là hoang nguyệt minh quỷ vương đô liền thuộc về hoang nguyệt minh minh chủ là một cường giả thần bí được xưng hoang nguyệt nghe nói hôm nay ở trong tiên vương một địa chỉ ít có một phần ba thế lực đã thuộc sở hữu dưới hoang nguyệt minh cái này làm cho thế lực khác chỉ có thể nhao nhau ôm đoàn bằng không thì hoang nguyệt minh càn quét, ai có thể chống lại. Khá tốt chính là, kết cấu trong hoang nguyệt minh tương đối rời rạc, hoang nguyệt cũng không có muốn các thế lực hoàn toàn thuần phục, đồng minh cũng chỉ là đồng minh, có lẽ cũng vì như thế, các thế lực mới có khả năng nhanh như vậy liền dung hợp đến. Lăng Hàn sớm đã thả triệu xong trở về, nhưng vẫn để đối phương cho là mình chúng kịch độc, nhất định phải thỉnh thoảng phục dụng giải dược để khống chế, đây là một tai mắt rất tốt. Triệu Nguyên Ý làm sao sẽ hoài nghi nhi tử mình, cho nên rất nhiều bí mật đều bị Lăng Hàn không cần tốn nhiều sức hiểu rõ, chính bởi vì như thế, để cho Lăng Hàn rất nhiều lần tránh được các tiên vương tầng 9 cố ý bố trí xuống bẫy dập. Ngày hôm nay, Triệu Song theo thường lệ tới lấy giải dược. "Long ca, ta lại dò thăm một đại tin tức, hiện tại Triệu Song đã hoàn toàn không có tính tình rồi, hơn nữa hắn bây giờ ở Quỷ Vương Đô đã là hoàn khố số 1 số 2, đây cũng là nhờ Lăng Hàn ban tặng." Lăng Hàn a một tiếng nói, "Tin tức gì, ngươi còn nhớ không?" Trước đây thật lâu ta đã từng nói qua, đám người cha ta nguyện ý gia nhập hoang nguyệt minh, một là vì cửu hóa thiên kinh, hai là nguyên cổ mộ, chỉ cần đến đầy đủ tiên vương tầng 9 liền có thể mở ra, bên trong có bảo vật kinh người. Triệu song nói, ân, lang hàn nhẹ gật đầu, lúc trước, lục cao tiêm nhận được tin tức, liền thông chi gia phụ, 10 ngày sau liền xuất phát đi nguyên cổ mộ. Triệu song thật đúng là nói ra một đại tin tức, lang hàn lập tức động tâm, 10 ngày, long ca, người muốn đi không? Triệu song hỏi, lời ngầm thì là nếu như ngài muốn đi xin nhờ giải độc cho ta a à, mỗi ngày đều chờ đợi lo lắng hắn thực sự muốn qua đời lang hàn cười cười đương nhiên đi hắn vỗ vỗ vai triệu song về sau bất làm chuyện thất đức a à. vâng vâng triệu song vội vàng gật đầu cái kia long ca giải dược vĩnh cửu đâu lang hàn cười tủm tỉm nhìn triệu song cái gì giải dược vĩnh cửu a à, người hạ dược ta người không biết giải dược vĩnh cửu là cái gì không thể chơi ta như vậy a à. Triệu song vội vàng cười nói, ta không phải chúng độc sao, đã hơn một vạn năm, một mực dấu ở trong cơ thể, tiểu đệ sợ có di chứng, vạn nhất rơi xuống bệnh căn gì. Không dối gạt long ca, tiểu đệ còn không có con nối dõi, sợ ảnh hưởng đời sau. Lăng Hàn có loại xúc động muốn bật cười, không nghĩ tới tên này một vạn năm trôi qua tính cách sẽ sinh ra biến hóa lớn như thế, nào còn có trước kia hung hăng càn quấy. Hắn chuyển di chủ đề, lại hỏi, lần này quỷ vương đô có bao nhiêu người sẽ đi? Trên căn bản tiên vương tầng 9 đều đi, bọn tiểu bối chúng ta cũng có mấy cái có thể đi theo. Triệu song nói, ngươi, lang hàn nhìn đối phương, triệu song vội vàng lắc đầu, ta đương nhiên không đi, nguy hiểm như vậy đi cho chết sao. Dựa vào, cái người nhát gan này, lang hàn lắc đầu, cười nói, ngươi trở về nói cho cha ngươi biết, nói ngươi đột nhiên cải biến chủ ý, muốn đi theo. Lão tử của triệu song là tiên vương tầng 9, muốn dẫn những người này đi khẳng định không có vấn đề. À, Triệu song vẻ mặt đau khổ, người nào không biết loại địa phương này vô cùng nguy hiểm, hắn thật sự là một chút cũng không muốn đi, dù sao lão tử đi là được, vô luận được cái gì hắn khẳng định cũng có phần. chương 2904, lộn xộn đến, như vậy không cố sức, cũng không cần mạo hiểm, lại có thể ngồi mắt ăn bát vàng, có sự tình tốt như vậy, hắn còn muốn đi mạo hiểm không phải ngốc sao. Lăng hàn vỗ vỗ vai của hắn, không có vấn đề chứ, không có, triệu song đành phải lắc đầu, ai bảo cái mạng nhỏ của hắn niết ở trong tay lăng hàn chi. Sau khi triệu xong trở về, quả nhiên tìm triệu nguyên ý đưa ra ý muốn đi nguyên cổ mộ. Cái này để cho triệu nguyên ý đại hỷ, bởi vì triệu xong tự nhiên sẽ không nói hắn là bị bức hiếp, mà nói hắn đột nhiên cảm thấy thân là nam nhân, càng là hậu đại của một tiên vương tầng 9, cần dũng cảm một ít. Cái này tự nhiên để cho triệu nguyên ý hết sức vui mừng, nhi tử rốt cuộc có chút tiền đồ rồi. Nếu như hắn biết rõ đây là bởi vì nhi tử sợ chết, không biết sẽ tức thành cái dạng gì. Qua vài ngày nữa, Triệu Song lại đây tìm Lăng Hàn, mang đến một chút tư liệu. Ngoại trừ chư đại tiên vương tầng 9 ra, ở trong nhị thế tổ, Âm Hà tiên vương, Dương Thiếu Linh đều tiến đến, cộng thêm Triệu Song, Quỷ Vương Đô chỉ còn lại ba hậu đại hoặc là đồ đệ của tiên vương tầng 9 đều đi. Ta theo ngươi làm tiểu đệ a." Lăng Hàn nhìn danh sách, sau đó cười nói với Triệu Song. Triệu Song chỉ có phần cười khổ, hắn dám coi vị này là tiểu đệ sao? Vài ngày sau, đội ngũ xuất phát, lang hàn lẫn trong đám người, hắn tự nhiên không có khả năng lại là bộ dáng Lý Long, cũng không phải diện mục thật của mình, mà là tùy tiện biến hóa một cái, để cho Triệu Song tìm cho hắn thân phận giả. Triệu Song làm ra thân phận giả, có nhị thế tổ hỗ trợ như vậy, còn sợ không thể lừa dối sao. Kỳ thật đội ngũ rất khổng lồ, chỉ là tiên vương tầng 9 thì có hai mươi mấy người, ngược lại là nhị thế tổ tương đối ít, chỉ có ba người Triệu Song, hơn nữa bọn hắn mang một ít tiểu đệ, tổng cộng mới mười mấy người. Lăng Hàn cũng không có khiến cho ai chú ý, dù sao chỉ là một tiểu đệ của nhị thế tổ, ai sẽ để ý. Bọn hắn cắm cờ xí của Hoàng Nguyệt Minh, toàn bộ ngồi ở trên một chiếc không hạp, có tiên vương tầng 9 tự mình thúc giục, tốc độ nhanh kinh người. Hơn nữa, tuy không gian của tiên vương mộ địa thật lớn, nhưng cuối cùng chỉ là một tiểu thiên địa, lại lớn cũng có hạn. Ba năm sau, bọn hắn rốt cục tiếp cận mục đích. Tiên vương tầng 9 tự mình ra tay thúc giục, rõ ràng còn phải dùng ba năm. Bởi vì phiến thiên địa này bị thiên tôn dùng thủ đoạn biến thành một khu vực độc lập, quy tắc không gian cũng nhận lấy ảnh hưởng thật lớn, có thể thuấn di, nhưng chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ, không có cách nào tiến hành xuyên qua không gian khoảng cách dài. Lăng Hàn tự nghĩ, nếu như muốn chính hắn đi đường mà nói, chỉ sợ phải cần 20 năm. Một là tốc độ của hắn chậm hơn tiên vương tầng 9 rất nhiều, hai là hắn không có khả năng một hơi toàn lực chạy đi 20 năm mà không nghỉ ngơi. Tiên phương xuất hiện một đầm lầy cực lớn màu đen không hạm đứng ở biên giới đầm lầy, không có đi vào, ở giữa không chung đến xem, đầm lầy bốc lên khí thức màu đen, giống như sương mù. Đây là một tử địa, nghe nói ngay cả tiên vương tầng 9 cũng không thể xông vào, sẽ có họa sát thân. Sở dĩ Hoàng Nguyệt muốn liên hợp lại vô số tiên vương tầng 9, chính là vì bình định khu vực này, bởi vì nguyên cổ mộ ở khu vực trung tâm của đầm lầy, không trước tiên đẩy bình đầm lầy, bọn hắn là không cách nào tiến vào, còn nói gặt hái gì. Lăng Hàn còn không biết trong nguyên cổ mộ này đến cùng có vật gì tốt, hay nguyên cổ kia có phải phong hào của một cường giả hay không, bởi vì triệu song làm sao cũng không dò thăm được tin tức cụ thể. Có lẽ ngay cả triệu nguyên ý cũng không biết, bị giấu giếm. Bọn hắn cũng không phải là cái thứ nhất đến, trên bầu trời còn ngừng lại rất nhiều không hạp, có chút cắm cờ hiệu của Hoang Nguyệt Minh, tỏ vẻ là người một nhà, nhưng cũng có chút hít lại cắm những cờ hiệu khác. Hiện tại tiên vương mộ địa, cơ bản chia làm ba thế lực, một là Hoang Nguyệt Minh, hai là Vạn Long Minh, ba là Xuân Thu Minh, trong đó Vạn Long Minh cùng Xuân Thu Minh đều là vì Hoang Nguyệt Minh quật khởi mà không thể không liên minh, nếu không một đoàn vụn cát, khẳng định chỉ có bị nghiền áp thành cặn bã. Lần này Hoang Nguyệt Minh gióng chống khua chiêng xuất động như thế, hiển nhiên cũng làm cho hai liên minh khác chú ý, nhau nhau xuất động đại quân. Có lẽ bọn hắn xuất động nhân viên không có nhiều như Hoang Nguyệt Minh, nhưng chỉ cần hai nhà bọn họ liên thủ, đối địch Hoang Nguyệt Minh vẫn không khó. Không hãm rất rõ ràng chia làm ba khu, từng liên minh chiếm một góc, nhưng rõ ràng vạn long minh cùng xuân thu minh tới gần chút ít, cùng hoang nguyệt minh giữ vững khoảng cách khá xa. Mà ở trong nội bộ liên minh, mỗi chiếc không hạm tầm đó lại giữ vững khoảng cách tương đương, dù sao mọi người chỉ là liên minh, không phải thực sự thành người mình rồi. Lại đợi mấy tháng, không hạm tới càng ngày càng nhiều, dậm rạp chẳng chịt phân bố ở phía trên đầm lầy. Cường giả thần bí hoang nguyệt rốt cuộc xuất hiện, hắn bao phủ ở trong một bộ áo choàng màu đen rộng thùng thình, hoàn toàn nhìn không ra cao thấp mập ốm, thậm chí ngay cả là nam hay nữ cũng không thể phân biệt. Thanh âm của hắn phiêu hốt, hoàn toàn trung tính hóa, không có khả năng phán đoán giới tính của hắn. Mọi người đều biết, hắn là cố ý giấu giếm thân phận, bởi vậy cũng không có ai đi ép buộc hắn. Tuy cảnh giới của Hoang Nguyệt không lộ ra, nhưng ngay cả Tiên Vương tầng 9 cũng cảm giác được áp lực trầm trọng, biết rõ người này vô cùng cường đại. Bất quá, tất cả mọi người tràn đầy tự tin, ở đây Tiên Vương tầng 9 nhiều lắm, dù tới một vị nhất bộ thiên tôn cũng không dám nói có thể diệt hết bọn hắn mà không trả giá thật nhiều, trái lại, vị thiên tôn này bị vây ổ trí tử khả năng rất cao. Đương nhiên, nhị bộ thiên tôn lại bất đồng, chính thức nắm giữ lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, tồn tại như vậy không biết mạnh hơn nhất bộ thiên tôn bao nhiêu lần, cùng tiên vương tầng 9 thực lực sai biệt đã không phải là số lượng có thể đền bù. Dù Hoang Nguyệt Cường thịnh trở lại, cũng không thể nào là nhị bộ thiên tôn, hiện tại người đông thế mạnh, ai cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Nếu Vạn Long Minh cùng Xuân Thu Minh cũng tới, Hoa Nguyệt đứng ngạo nghế ở trên bầu trời, hắn quay đầu nhìn chung quanh một vòng. Không bằng, mọi người cùng nhau liên thủ hợp tác A. chương 2905, Đại Quyết đoán, không đợi người của Vạn Long Minh cùng Xuân Thu Minh phản đối, Hoang Nguyệt liền giơ tay lên, xoát, lập tức ở trước người hắn xuất hiện một quang cầu cự đại. Muốn xuất thủ sao, lá gan thực mập, muốn lấy sức một mình khiêu chiến vô số tiên vương tầng 9. Hừ, không biết tự lượng sức mình, chúng tiên vương hừ lạnh, Nhao nhao làm xong chuẩn bị ra tay, chỉ cần bọn hắn một người oanh ra một kích, Hoang Nguyệt tuyệt đối sẽ bị oanh giết thành cặn bã. Nhưng mà, Hoang Nguyệt không có ra tay, quang cầu trước mặt hắn hiện ra vô số phù văn, càng có một loại đồ vật siêu việt quy tắc dương động. Đây là, có Tiên Vương đảo mắt qua, hai mắt lập tức phát quang. Cửu Hóa Thiên Kinh, Thiên Tôn chi pháp, Hoang Nguyệt nhàn nhạt nói, đây là Cửu Hóa Thiên Tôn sáng chế, phân thành 9 bộ, nếu có thể được hết 9 bộ Thiên Kinh, dung hội quán thông liền có thể đánh phá thiên địa trói buộc, thành tựu thiên tôn vị. Cái gì, lại có diệu pháp như vậy? A à, hát hát, thiên tôn, người của vạn Long Minh cùng Xuân Thu Minh đều phát ra kinh hô, bọn hắn nghe nói qua hoang nguyệt truyền thụ bí pháp nào đó ở trong Minh, nhưng căn bản không tin tưởng, ai sẽ lăng không truyền thụ diệu pháp vô thường chứ? Cái này nhất định là âm mưu của hoang nguyệt Minh, dụng ý là muốn tan giã bọn hắn đồng Minh, tuyệt đối không thể tin tưởng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Hoàng nguyệt cư nhiên có quyết đoán như thế, ở trước mặt mọi người tương truyền cửu hóa thiên kinh, quả thực. Không biết nói cái gì rồi, Lăng Hàn cũng khiếp sợ, đừng nói hắn không có biện pháp truyền thụ bất diệt thiên kinh cho người khác, dù có thể, hắn cũng không có khả năng gặp ai liền truyền, mà sẽ khống chế ở trong phạm vi nghiêm khắc. Ví dụ như thê tử, nhị tử của hắn, ví dụ như huynh đệ, đồ đệ, nhưng muốn truyền thụ cho một thậm chí vô số người xa lạ, đó là tuyệt không có khả năng. Hoa Nguyệt phát điên cái gì? thiên tôn Pháp là tuyệt không có khả năng để cho một tiên vương tầng 9 dạo bước tiến lên thiên tôn, điểm ấy Lăng Hàn có thể khẳng định, thế nhưng mà, thiên tôn Pháp dù sao cũng là thiên tôn Pháp, có được uy lực vô tận. Ví dụ như bất diệt thiên kinh, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên chống đỡ, hiện tại Lăng Hàn có thể tăng khí lực lên tới tiên kim, vậy hắn ở trong tiên vương chính là tồn tại bất tử bất diệt. Có thể trở thành thiên tôn, ai kém hơn người khác. Bởi vậy, cửu hóa thiên kinh tất nhiên ở phương diện lực công kích có tăng phúc đáng sợ, cùng giai đối chiến, thậm chí uy hiếp được phòng ngự của bất diệt thiên kinh cũng không nhất định. Công pháp như vậy, tùy ý loạn truyền, trong nội tâm lăng hàn nghĩ như vậy, thế nhưng ánh mắt lại chăm chú vào quang cầu, bất kể nói thế nào, cửu hóa thiên kinh này là thật, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường đều tĩnh mịch, không có người nói chuyện, bọn hắn đều tham lam nhớ kỹ cửu hóa thiên kinh, mỗi người đều gắt gao nhìn chầm chầm vào quang cầu, phảng phất như đó là một vô thượng trí bảo. Quang cầu không ngừng chấp động, phù văn nhảy lên, đây là thiên tôn pháp, nhưng lại phân thành 9 phần, để cho tiên vương cũng có tư cách nào chạm đến, nắm giữ, nếu không trực tiếp cầm chọn bộ thiên kinh nện tới, tiên vương lại thiên tài cũng chỉ có chóng mặt ngất đi. Từ điểm đó mà nói, cửu hóa thiên tôn thật sự là như bức. Không sai biệt lắm một ngày sau, ông, quang cầu bỗng nhiên biến mất. Tất cả mọi người giật mình như mất, sau đó phát ra tiếng ồn ào. Hoang Nguyệt đạo hiếu, vì cái gì bộ thiên kinh này không hoàn chỉnh? Có người hỏi, đúng vậy, nếu Hoàng Nguyệt Đạo Hữu vui lòng chia sẻ thiên tôn diệu Pháp, sao không thống thống khoái khoái lấy ra chọn bộ thiên kinh? Hoàng Nguyệt Đạo Hữu phần nhân tình này, chúng ta đều nhận rồi, ngày sau chắc chắn báo đáp. Trong nội tâm lăng hàn cười nhạo, dù tin tưởng một con quỷ, cũng không thể tin tưởng bất kỳ ai ở trong tiên vương mộ địa, ở đây chỉ có giết chóc, chỉ có lợi ích, chỉ có người lừa ta gạt, dễ tin người khác chỉ có một con đường chết. Tuy những tiên vương này nói rất hay, thế nhưng chỉ là vì muốn có được cửu hóa thiên kinh nguyên vẹn mà thôi, nói không chừng sau khi đạt được, quay đầu lại sẽ rét tay với Hoang Nguyệt. Hoang Nguyệt là nghĩ như thế nào, không có ai biết, khuôn mặt hắn không lộ ra, ai cũng nhìn không được nét mặt của hắn, ánh mắt của hắn, hắn thản nhiên nói. Không phải kẻ hèn này keo kiệt, mà là kẻ hèn này chỉ lấy được ba bộ cửu hóa thiên kinh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người xôn xao, chỉ có ba bộ cửu hóa thiên kinh, vậy bọn họ làm sao thành tựu thiên tôn. Hoang Nguyệt đè tay, bất quá, kẻ hèn này thông qua đủ loại manh mối, đã tra được 6 bộ Cửu Hóa Thiên Kinh còn lại ở đâu?" Hắn ngừng tạm một chút, lại nói, "Đúng vậy, ở trong đầm lầy này, trong nguyên cổ mộ." Những lời này rơi xuống, lập tức đốt lên kích tình của tất cả mọi người, đều nhìn về phía đầm lầy, ánh mắt sáng quắc, chiến ý trùng thiên. Thân là Tiên Vương tầng 9, bọn hắn đương nhiên có thể phân biệt ra lúc trước chứng kiến ba bộ Cửu Hóa Thiên Kinh là thật hay giả, hơn nữa uy lực vô cùng, ẩn chứa huyền ảo vô thượng. Cho nên Bọn hắn muốn đạt được 6 bộ Cửu Hóa Thiên Kinh còn lại càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà, cũng không phải tất cả mọi người đều xúc động như vậy. Hoa Nguyệt nói thật có thể tin tưởng sao? Nếu như hắn thật tay cầm Cửu Hóa Thiên Kinh nguyên vẹn, nhưng chỉ thả ra tin tức giả, để cho bọn hắn đi dốc sức liều mạng thì sao? Nhưng nếu như Hoa Nguyệt nắm giữ Cửu Hóa Thiên Kinh nguyên vẹn, lại còn mưu đồ vật phẩm trong nguyên cổ mộ, cái kia nói rõ bên trong cất giấu đồ vật vô cùng quý giá, ít nhất sẽ không thua Cửu Hóa Thiên Kinh nếu không không cần cầm thiên tôn pháp đi ra mời chào. Tất cả mọi người đều có tâm tư, nhưng có điểm một lại đạt thành nhận thức chung, chính là nhất định phải san bằng cái đầm lầy này. Trừ đại tiên vương liên thủ, tất cả đều là tầng 9, ngay cả tiên vương tầng 8 cũng không có tư cách tham dự, phiến đầm lầy này cực kỳ nguy hiểm, bốc lên hắc khí có lực sát thương đáng sợ, dù tiên vương tầng 9 cũng phải toàn lực ứng phó mới có khả năng đối kháng. Độc hệ quy tắc cấp cao nhất, Lăng Hàn xem vài ngày, được ra kết luận, Quy tắc đỉnh cấp chính là tiên vương tầng 9, cũng chỉ có tiên vương tầng 9 mới có khả năng đối kháng, mà ở trong đó một đảo hắc khí liền tương đương với một vị tiên vương tầng 9 tu độc hệ đại đảo, cái kia ngẫm lại đã biết rõ đáng sợ đến cỡ nào rồi. chương 2906, Cổ Mộ Quần 1 Phải do vô số tiên vương tầng 9 liên thủ bình định. Tốc độ đẩy mạnh cực kỳ chậm, bởi vì đối thủ quá cường đại. Tin tức truyền ra, có càng nhiều tiên vương tầng 9 đuổi tới, hoang nguyệt một chút cũng không keo kiệt, dù sao đã đem ba bộ cửu hóa thiên kinh truyền nhiều người như vậy, chỉ cần tới một tiên vương tầng 9 đều có thể đạt được truyền thụ. Một năm, mười năm, trăm năm, chúng tiên vương vững bước đẩy mạnh, dù sao cũng là tiên vương tầng 9 chính thức, há là thiên địa tạo ra độc khí có thể ngăn cản. Bất quá, đứng ở trên không xem, đầm lầy y nguyên bát ngát, không biết còn phải mấy trăm mấy vạn thậm chí mấy tỷ năm mới có khả năng đẩy bình. May mắn chính là, tiên vương không thiếu nhất chính là thời gian, không sợ thiên nhân chi ách, chỉ cần không phải bị cường giả tiêu diệt, thọ nguyên là vô hạn. Lăng Hàn cũng sẽ đi đầm lầy, rút ra một đám độc khí tới ma luyện mình, mỗi một lần đều để cho hắn chết đi sống lại, một lần nghiêm trọng nhất thậm chí để cho hắn toàn thân mục nát, thiếu chút nữa hóa đạo quy thiên. Đây là chiến đấu với Tiên Vương tầng 9, dù chỉ là một tia cũng vô cùng đáng sợ, có thể đơn giản chém dụng hắn, hoàn toàn là chơi với lửa. Thế nhưng hiệu quả cũng kinh người, một mực chiến đấu với quy tắc tầng 9 để cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, tiến về tầng 4 đỉnh phong. Một vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm, thời gian trôi qua nhanh chóng, thế nhưng đầm lầy lại như cũ bao la, tựa hồ không có chừng mực. Cái này phải chơi đến năm nào tháng nào, càng ngày càng nhiều người đến nơi này, không chỉ tiên vương tầng 9, còn có tầng 8, tầng 7, thậm chí cảnh giới thấp hơn. Ai cũng biết, chưa tiên vương tầng 9 có đại mưu đồ, muốn đẩy bình một hiểm địa, bên trong cất dấu bảo vật kinh thiên động địa, thậm chí có thể để cho tiên vương trở thành thiên tôn. Tin tức này là ai tản ra ngoài, đã không người nào có thể khảo chứng, chỉ có thể nhìn thấy tạo thành hiệu quả kinh người, để cho khu vực này trở nên vô cùng dày đặc, người đông nghìn nghịt. Người càng nhiều, tránh không được sẽ sinh ra xung đột, hơn nữa tiên vương mộ địa lại không có quy củ gì, sát nhân thật sự là chuyện quá bình thường, mỗi ngày đều có huyết chiến phát sinh, thậm chí chiến đoàn đại quy mô. Nữ hoàng, nhiều yêu nữ đều dịch dung sau đó tham dự qua thật nhiều chiến đoàn, luôn bế môn tạo xa, bất lợi với các nàng phát triển không giống tiểu khủng năng lực chiến đấu của nó đều khác vào trong bản năng giống như chiến binh suốt một ngàn vạn năm đi qua phiến đầm lầy này rốt cục cũng bị đẩy bình bốn phương tám hướng tiên vương xuất hiện xu thế vây kín mặc dù phạm vi y nguyên to đến kinh người nhưng đầm lầy cũng chỉ có ba dặm xa hơn trước chính là một mảnh lục địa nhưng bốc lên sương mù thấy không quá rõ ràng chúng tiên vương cực kỳ chấn phấn lại bỏ ra một ngày rốt cục hoàn toàn quét sạch đầm lầy có thể thông suốt rồi. Ồ, oh, bọn hắn leo lên phiến lục bìa kia, sương mù tản ra, có thể chứng kiến phạm vi một dặm, chỉ thấy linh linh tinh tinh dựng thẳng lấy vài mộ phần. Chiếu cái này suy tính, sau sương mù cũng hẳn là mộ phần, cộng lại số lượng liền kinh người rồi. Những phần mộ này thật sự là đồ sộ, chỉ là mộ bia thì cao tới trăm trượng, mộ phần càng như một núi nhỏ, tản ra lực áp bách dày đặc. Nhiều mộ như vậy, cái nào mới là nguyên cổ mộ? Chư vị, nguyên cổ mộ ở khu vực trung tâm nhất, cần mọi người đồng tâm hiệp lực giết qua tại đây vẫn còn có chút phiền toái nhỏ hoa nguyệt xuất hiện đứng ở phía trước nhất phiền toái hoa nguyệt đạo hữu dẫn đường tất cả mọi người nói nguyện ý theo kẻ hèn này tiến về nguyên cổ mộ có thể đi theo bất quá ở đây trong mỗi cổ mộ đều có cơ duyên chút ít người trẻ tuổi không ngại đi dò xét tìm tòi hoa nguyệt nói có cơ duyên tất gặp nguy hiểm cần phải chú ý coi chừng tất cả mọi người kinh ngạc thực lực của hoa nguyệt tuyệt đối vô cùng cường đại thế nhưng rõ ràng còn sẽ lề mề như thế, quả thực không phải tác phong của cường giả. Người này, lộ ra quá nhiều mê hoặc rồi. Hoa Nguyệt nói xong cũng đi lên phía trước, các tiên vương tầng 9 nhìn nhau, đều theo chân mà đi. Nếu nói bên trong có cái bẫy mà Hoa Nguyệt bố trí xuống, người nào cũng không tin, bởi vì ai có khả năng xuyên Việt đầm lầy khủng bố như vậy. Dù Hoa Nguyệt lòng mang ý xấu, cái kia cũng chỉ có thể lợi dụng bố trí nơi đây tới nhằm vào bọn họ. Bởi vậy, cách làm an toàn nhất ngược lại là đi theo Hoa Nguyệt, nhiều thiên vương tầng 9 như vậy đồng loạt ra tay, dù nhất bộ thiên tôn cũng phải sợ. Huống hồ vạn nhất Hoa Nguyệt nói là thật thì sao, còn lại 6 bộ cửu hóa thiên kinh giấu ở nơi đây, vậy thì lại càng phải đi theo hắn rồi. Chúng tiên vương tầng 9 rời đi, còn lệnh người khác coi chừng làm việc, không nên tùy ý phát sinh xung đột. Tại đây nhị thế tổ nhiều lắm, cái nào đều tính tình bạo, lại từ trước đến nay hung hăng cản quấy quen, đánh nhau ai cũng sẽ không nhường ai. Long ca, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu song nhỏ giọng hỏi Lăng Hàn, cái mạng nhỏ của hắn niết ở trong tay Lăng Hàn, sớm đã không có tính tình. Ánh mắt Lăng Hàn quét qua, đương nhiên phải đi vào những cổ mộ kia nhìn một chút. Đi theo Hoang Nguyệt là không có tiền đồ, tiền vương tầng chín nhiều lắm, hắn ngay cả súp cũng khó có khả năng uống được. Nhưng nếu như Hoang Nguyệt không nói sai, trong cổ mộ khác cũng có cơ duyên, vậy hắn không ngại đi thử thời vận. Một ngàn vạn năm qua, hắn chẳng những đẩy mạnh tu vi đến tầng 4 đỉnh phong, ba bộ cửu hóa thiên kinh cũng bị hắn hoàn toàn nắm giữ dung hợp, chiến lực tự nhiên lại tiến một bước. Hắn tự tin chỉ cần không phải tiên vương tầng 9 ra tay, dù tiên vương tầng 8 cũng không lưu được hắn, đương nhiên, đánh khẳng định vẫn là đánh không lại, hắn còn không có yêu nghiệt đến có thể vượt qua bốn cảnh giới chiến đấu. Bất quá, chỉ cần ta dảo bước tiến vào tầng 5, lại dựa vào tiên ma kiếm, hoàn toàn có thể cùng tiên vương tầng 8 khí lực va chạm, dù tầng 9 ra tay, ta cũng có thể thong dong đào tẩu. Lang Hàn lộ ra dáng tươi cười, nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc sắp chạm được quy tắc đỉnh phong, đạt tới cấp bậc mạnh nhất trên ý nghĩa truyền thống. Tất cả đi theo ta, âm hà tiên vương nói, chưa tiên vương tầng 9 vừa ly khai, hắn chính là bá chủ của một đời tuổi trẻ. Dương Tiếu Linh không có ý kiến, mà triệu song thấy Lăng Hàn không có phản đối, tự nhiên cũng không có khả năng có ý kiến. Cái kia liền đi thôi, chương 2907, cổ mộ quần 2. Bọn hắn bước về phía một cổ mộ, cái mộ phần này ở thời điểm kiến tạo liền để lại môn hộ, Hiện tại bị người oanh mở, lộ ra ánh sáng yếu ớt, chỉ ít có 7, 8 người đã vượt lên trước tiến vào. Bọn hắn vừa muốn đi vào, đã thấy phía sau lại tới một lớp người nữa. Âm Hà, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn trốn đằng sau đi. Ở trong ba người khác, có người mở miệng nói, "Vương Đông Sâm, Âm Hà Tiên Vương nhìn sang, lập tức nhíu mày, lộ ra hung quang. Vương Đông Sâm, nhi tử của Vương Quân, cát khai thành thành chủ. Đây là một người trẻ tuổi dáng người thon dài, trên người quấn quanh lấy bảy đạo dị sắc hiển nhiên cũng là một tiên vương tầng bảy mà so sánh với nhau nhóm bọn hắn liền có thể coi là binh hùng tướng mạnh rồi bởi vì ngoại trừ vương đông sâm rõ ràng còn có ba người đạt đến tầng sáu hơn nữa khí vũ hiên ngang có một loại xu thế bức nhân lang hàn không khỏi nhìn nhiều hai mắt ba gã tiên vương tầng sáu này cho hắn cảm giác rõ ràng còn cường đại hơn vương đông sâm cái này chỉ có một khả năng cái kia chính là thiên phú võ đạo của ba người này cao đến kinh người mới có khả năng vượt qua cảnh giới, ở trên khí thế vượt qua vương đông sâm. Quỷ vương đâu có A Viên, các khai thành rõ ràng cũng xuất hiện ba tồn tại như vậy. Âm hà, nghe nói chỗ các người có một sát thủ, giết chết rất nhiều hậu đại của tiên vương tầng 9. Vương đông sâm cười nói, mang theo ý trêu chọc, ha ha, sau khi ta nghe nói thiếu chút nữa cười chết, có tiên vương tầng 9 tọa chấn, còn để cho một tiên vương tầng 4 nho nhỏ náo lật trời, đều là phế vật sao. Ha 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 đám nhị thế tổ của các khai thành đều cười to, hết sức trào phúng. Triệu xong không khỏi nhìn về phía lăng hàn, sắc mặt cổ quái, thầm nghĩ nếu các ngươi chọc giận vị này, chạy tới nội thành các ngươi đại náo một phen, nhìn các ngươi còn cười được không? Âm hà tiên vương giận tím mặt, điềm nhiên nói, các ngươi cũng không nên quên, gia sư xuất trinh, đánh các ngươi té cứ té đái, không hề có lực hoàn thủ. Đánh giám, vương đông sâm lập tức phản bác, cái kia chỉ là các ngươi được hoang nguyệt minh chống đỡ, hiện tại tái chiến, Cát Khai Thành chúng ta cũng có thể mời được viện binh, lại chiến một trận thử xem. Lúc trước Cát Khai Thành bị đánh đến cầu hòa, bồi thường rất nhiều tài nguyên tu luyện, làm những nhị thế tổ này coi là vô cùng nhục nhã, đồng dạng hận chết lăng hàn, nếu không phải người này trời đưa đất đẩy làm sao lại làm lộ triển phi vũ, nói không chừng hiện tại quỷ vương đô đã thuộc về Cát Khai Thành rồi. Muốn đánh nhau phải không? Phụng bồi, vẻ mặt của âm hà tiên vương uy nghiêm nói, tuy lúc trước chư đại tiên vương tầng 9 đều cảnh cáo bọn hắn không nên tùy ý khai chiến, thế nhưng bị đối thủ một mất một còn cưỡi trên đầu, sao có thể còn nhịn được. Ha ha, một đám lính tôm tướng cua mà thôi, Vương Đông Sâm khinh thường nói. Hạ nghĩa, người tới ra tay, để cho người này biết rõ cái gì gọi là cường đại. Thoại âm của Vương Đông Sâm rơi xuống, liền thấy một tiên vương tầng 6 đi ra. Âm hà tiên vương lập tức nhíu mày, nhóm người này trừ hắn ra, mạnh nhất chính là ba tiên vương tầng 4, theo thứ tự là Lăng Hàn, A Viên cùng Dương Tiếu Linh, tùy tiện ai lên cũng khó có khả năng là đối thủ của Hạ Nghĩa. Chẳng lẽ trận chiến đầu tiên liền mình lên trận, thế nhưng hắn không ra tay, ai cũng sẽ thu hoạch một hồi thảm bại. Hắn đứng dậy, bổn tọa một người là đủ, Hạ Nghĩa nhe răng cười cười, người có thể ngăn ta 10 chiêu, liền coi như người thắng. Âm Hà Tiên Vương thiếu chút nữa tức biên, hắn là đế giả tầng 7, người bất quá tầng 6 mà thôi, lại còn nói 10 chiêu muốn thắng ta, dũng khí từ đâu tới, tự tin ở đâu ra. Hắn bình tĩnh lại, thản nhiên nói, tốt, bổn tọa muốn nhìn, người ở trong 10 chiêu đả bại bổn tọa như thế nào. Hạ nghĩa chắp hai tay ở sau lưng, dễ dàng, thật sự không biết cái gọi là, âm hà tiên vương ra tay, công tới hạ nghĩa. Hạ nghĩa cười nhạt một tiếng, ra tay phản công, rõ ràng yếu đi một cảnh giới, nhưng lại không sợ hãi chút nào cùng âm hà tiên vương đối công. Bành, hai người đối oanh một cái, thân hình đồng thời run rẩy lui về phía sau, đang đăng đăng. Bọn họ đều thối lui bảy bước mới dừng chân, lại là cuộc diện cân sức ngang tài. Cái này, bên Quỷ Vương Đô, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Không thể tưởng tượng nổi, Tiên Vương tầng 6 có thể cùng Tiên Vương tầng 7 đối oanh mà không rơi vào thế hạ phong, phải biết rằng Âm Hà Tiên Vương còn là một vị đế giả. Triệu Song không khỏi nhìn về phía Lăng Hàn, ngoại trừ Lăng Hàn, còn có yêu nghiệt biến thái như thế. Âm Hà Tiên Vương dung sắc lạnh lùng, quả nhiên có chút thực lực, nhưng muốn ở trong 10 chiêu đánh bại bổn tọa lại mơ tưởng. A à, vậy thì đến thử xem hạ nghĩa tiếp tục ra tay một chỉ điểm ra có ánh sáng vô tận lóa mắt ô cửu hóa thiên kinh tất cả mọi người cảm giác được một chấn động quen thuộc hiện tại cơ hồ không có người không tu tập cửu hóa thiên kinh nhưng mỗi người tiến cảnh lại hoàn toàn bất đồng có chút ngu rốt thậm chí ngay cả một bộ thiên kinh cũng không thể nắm giữ nhưng tư chất thượng thừa lại hoàn thành một bước này đế giả đã tu tập bộ hai thậm chí còn có bắt đầu dung hợp hai bộ một kích này của hạ nghĩa uy lực lại vượt xa cấp bậc dung hợp hai bộ cửu hóa thiên kinh mà là dung hợp ba bộ vào chung một chỗ cái này là tư chất bực nào quá kinh người âm hà tiên vương cũng động dung hắn là đế giả còn dung hợp hai bộ cửu hóa thiên kinh đối phương chẳng những đã hoàn thành một bước này thậm chí để ba bộ thiên kinh dung hợp quy nhất như vậy vừa so sánh hắn căn bản chính là cạn bã trong lòng hắn khiếp sợ nhưng lại cưỡng ép kiềm chế thì tính sao hắn có được ưu thế cảnh giới không phải nhẹ nhàng đền bù như vậy. Tam âm chỉ, hắn khẽ quát một tiếng, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út hóa thành một tư thế cổ quái, đâm tới hạ nghĩa, ba chỉ quấn quanh lấy ô quang màu đen, âm khí um tùm. Đây là một đại chiêu, càng là lấy cửu hóa thiên kinh gia trì, tăng lên uy lực. Bành, hai người lần nữa đối oanh một cái, vẫn nhau nhau bị đẩy lui, khó phân thắng bại. Hạ nghĩa khẽ quát một tiếng, thân hình chấp động, hai đấm nộ vung, tản mát ra xu thế rầm rộ. Chiến lực của hắn rõ ràng tương tự âm Hà Tiên Vương, thế nhưng phát ra khí thế lại vô cùng bá đạo, phảng phất như có thể nghiền áp âm Hà Tiên Vương. chương 2908, 10 chiêu tức bại. Đây là một loại tự tin, chính là không giảng đạo lý như vậy, ở trên khí thế áp đảo đối phương. Tất cả mọi người tin tưởng, nếu như cùng giai chiến một trận, hạ nghĩa tuyệt đối có thể ở trong 10 chiêu đả bại âm Hà Tiên Vương, thế nhưng kém một cảnh giới, làm sao có thể làm được. 3 chiêu, 4 chiêu, 5 chiêu hai người kịch chiến, hạ nghĩa xác thực chiếm được thượng phong, nhưng muốn nói có thể ở trong mấy chiêu còn lại oanh bại âm hà tiên vương, cái này kém quá xa. Tám chiêu, chín chiêu, chỉ còn một chiêu, hạ nghĩa đột nhiên hét lớn, cả người bỗng nhiên rút nhỏ một mảng lớn, thế nhưng đầu quyền lại lớn hơn rất nhiều lần, quấn quanh lấy lục quang, cả đám phù văn nhảy nhót, khí thế thoáng cái bay vụt đến độ cao mới. Hắn oanh ra một quyền, không khí cũng suy sụp, bành, tiếng vang lớn chuyển đến. Chỉ thấy âm hà tiên vương bị đánh bay ra ngoài, Miệng hơi mở, bắn ra một cỗ máu tươi. Hắn cưỡng ép quay người, rơi xuống trên mặt đất, hai chân đứng vững, nhưng thân hình khẽ run, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, khóe mắt lại có máu tươi chảy ra. Đây là hắn cưỡng ép đè xuống, nhưng hắn bị trùng kích quá lớn, nên từ trong ánh mắt chảy ra, để cho diện mục trở nên càng thêm dọa người. Tuy âm Hà Tiên Vương còn đứng, cũng có lực đánh một trận, thế nhưng mọi người đều biết, hắn thất bại. Quả nhiên, 10 chiêu tức bại, Hạ Nghĩa cũng hít một hơi thật sâu hắn ở một chiêu cuối cùng vận dụng tuyệt chiêu tuy đánh bại âm hà tiên vương nhưng hắn cũng tiêu hao rất lớn không có khả năng liên tục sử dụng theo một hơi này hít vào thân thể của hắn bành trướng giống như thổi phồng vậy thật sự là không chịu nổi một kích ha vương đông sâm cười ha ha vô cùng đắc ý mọi người quỷ vương đô không phản bác được tài nghệ không bằng người còn có thể thế nào thật muốn đánh nhau mà nói bọn hắn chỉ có phần toàn quân bị diệt lang hàn không có ra tay cái này cùng hắn có quan hệ gì đâu Hạ Nghĩa quét mọi người, sau đó chỉ một người. Người nói sự tình Lý Long kia, không được có một tia giấu giếm. Người nọ là tiểu đệ của âm Hà Tiên Vương, một tiên vương tầng 2, tuy hắn rất muốn kiên cường, ở trước mặt chủ tử biểu hiện một phen, thế nhưng chứng kiến vẻ mặt của Hạ Nghĩa lạnh lùng vô tình, trong nội tâm giật mình, tranh thủ nói ra. Hạ Nghĩa hừ một tiếng, ba, một trưởng đánh ra, liền sinh sinh đánh chết người nọ. Cái gì cũng không biết, muốn ngươi có tác dụng gì. Ngươi, âm Hà Tiên Vương giận dữ, nộ trừng đối phương, ngươi cũng muốn chết phải không? Ánh mắt hạ nghĩa lạnh lùng, nhìn về phía âm hà tiên vương đầy sát khí. Hai tay âm hà tiên vương nắm thật chặt, nhưng vẫn khống chế không có bạo phát ra, không nói còn có hai tiên vương tầng 6, chỉ cần hạ nghĩa cùng vương đông xâm liên thủ liền có thể ở trong thời gian ngắn oanh giết hắn. Hắn có thể lựa chọn đào tẩu, như vậy cần gì vào lúc này cậy mạnh. Đi, vương đông sâm phất phất tay, bọn hắn liền đi đến cổ mộ. Mãi đến bọn hắn biến mất, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi lạnh vừa rồi thật sự là ở trước quỷ môn quan quấn một vòng nếu quả thật động thủ chỉ sợ bọn hắn ngoại trừ âm hà tiên vương cùng a viên những người khác đều phải chết chúng ta còn đi vào sao có người hỏi vào âm hà tiên vương cắn răng nói tuy thực lực của chúng ta không bằng đối phương nhưng di tích cổ nhìn cơ duyên không phải là thực lực mạnh liền nhất định có thể cười đến cuối cùng hắn nuốt không trôi cơn tức này nếu đánh không lại đối phương vậy thì ở trên đoạt bảo áp đảo đối phương Tất cả mọi người trong nội tâm lo sợ, thế nhưng âm Hà Tiên Vương nói như vậy rồi, bọn hắn cũng chỉ có thể nghe, nếu không không có âm Hà Tiên Vương bảo hộ, bọn hắn những tiên vương tầng 2, tầng 3 ở nơi này chính là người gặp người lấn. Hừ, có cái gì phải sợ chứ? Âm Hà Tiên Vương không vui nói, đi đầu vào, lăng hàn hào hứng bừng bừng, đi theo phía sau, những người khác nhau nhau theo vào, tiến nhập trong cổ mộ. Đừng nhìn nấm mổ bên ngoài như núi lớn, thế nhưng thông đạo bên trong chỉ có thể cho 5 người song hành, độ cao thì khoảng một trượng, một loạt bậc thang đi xuống. Rõ ràng là nấm mồ như ngọn núi, vì cái gì bậc thang lại đi xuống. Mọi người cũng không biết là nguyên nhân gì, dù sao cái bậc thang này đã thiết kế như thế, bọn hắn cũng chỉ có phần theo đi. Ở đây rất hắc ám, nhưng không có ảnh hưởng đến tầm mắt mọi người, chỉ cần không có quy tắc đặc thù quấy phá, chỉ là hắc ám đối với tiên vương mà nói một chút ảnh hưởng cũng không có. Tại đây rất nhiều ngã rẽ, một loạt bậc thang nhiều nhất dài 10 trượng, sau đó sẽ chấm dứt, phải chuyển trái ngoặt tiếp tục hướng xuống, đi một trận, bọn hắn đột nhiên dừng lại, chỉ thấy trên mặt đất có vết máu. Tiên vương huyết, bọn hắn lập tức nói ra, tiên vương huyết quá rõ ràng, có uy áp đặc thù, tiên vương tự nhiên có thể phân biệt ra. Tại đây phát sinh chiến đấu, có tiên vương đẫm máu. Bọn hắn lập tức bay lên cảnh giác mãnh liệt, tiên vương bị thương này là bị người đả thương hay bị đồ vật ở đây làm. Trong cổ mộ, khả năng có cơ quan, trận pháp, còn có quái vật. Ở chỗ này lơ là sơ suất vậy thì thật là chết cũng không nên trách người khác thuần túy là tự tìm lại chuyển mấy vòng trên mặt đất xuất hiện vết máu càng ngày càng nhiều thậm chí còn có gãy chi dáng vẻ cực kỳ huyết tinh ân lăng hàn dừng bước nhặt lên vài cọng lông màu đen cái lông này rất thô tuyệt không phải của nhân tộc đừng lo lắng nhanh đi thôi âm hà tiên vương bỗng nhiên ngừng lại cực kỳ không kiên nhẫn nói hắn vốn nhẫn nhịn một bụng khí hiện tại lăng hàn rõ ràng còn lề mà lề mề để cho hắn cực kỳ khó chịu có cái gì đẹp mắt không phải là mấy cọng tóc sao. Có tiên vương nói, đây là một tiểu đệ của âm hà tiên vương, chủ tử sinh nộ, hắn tự nhiên muốn biểu hiện. Đừng tưởng rằng ngươi phát hiện ra đầu mối gì, tiên vương thú loại nhiều lắm. Lại có một tiên vương nói, Lăng hàn không để ý tới, chỉ nhìn xem lông màu đen trong tay, cái này cho hắn một loại cảm giác cổ quái. Nói chuyện với người đó, hai gã tiên vương lúc trước quát tháo đồng thời ra tay, nắm tới lăng hàn. Lăng hàn tiện tay nhấn một cái, bành, bành, Hai người này liền bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng vào tường, xương cốt toàn thân nát một nửa, trong miệng cuồng phun máu tươi. Chương 2909, nhập mộ, lớn mật, âm hà tiên vương lập tức quát, bất quá là một tay sai của Triệu Song, rõ ràng dám ra tay với người của mình, cái lá gan này cũng quá mập rồi. Tại đây, có người đột nhiên kêu lên, ngữ khí có chút cấp bách. Mọi người nhao nhao đi đến phía trước, chỉ thấy sau vài bậc thang, phía trước xuất hiện một bình đài nhỏ, trên mặt đất vẽ lấy ký hiệu cổ quái hình như là một pháp trận. Tại đây, thây ngã khắp nơi trên đất, kỳ thật không chết mấy người, nhưng vì bản thân bình đài không lớn, bởi vậy nằm năm sáu cỗ thi thể, còn lại là bị xé chia năm xẻ bảy, đông một khối tây một khối, chất đầy toàn bộ bình đài. Trừ lần đó ra, còn có một quái vật đầu gấu hình người, khắp cả người lông màu đen, nhưng lại dài khắp xúc tu, vô cùng buồn nôn. Những người này là lúc trước sớm nhất tiến vào nơi đây. Âm Hà Tiên Vương không rảnh so đo với Lăng Hàn, hắn cao mày, tuy những người này hắn chỉ nhìn lướt qua nhưng lấy trí nhớ của tiên vương đương nhiên đã gặp qua là không quên được bọn hắn đã tao mộ quái vật này sau đó bỏ ra mấy tánh mạng mới có thể chém giết dương tiếu linh ở một bên phân tích nói lang hàn ném lông màu đen trong tay ra vừa vặn rơi xuống bên cạnh quái vật đối chiếu liền có thể phát hiện những lông màu đen này tuyệt đối là từ trên người quái vật kia rơi xuống chiến đấu cực kỳ kịch liệt bất quá tuy chúng ta tiến vào muộn nhưng chậm trễ thời gian cũng có hạn ở đây lại chết nhiều người như vậy. Quái vật kia hẳn là cực kỳ hung tàn, dưới phục kích liền đánh thương một người, sau đó vừa đánh vừa lui, ở chỗ này mới phát sinh đại chiến, sau khi giết những người đó, bản thân cũng bị đánh chết. Mọi người tiến hành phỏng đoán, cũng không sai biệt lắm nói ra chân tướng. Quái vật kia là từ đâu xuất hiện, triệu song run giọng nói, hắn cũng không quá đáng là tiên vương tầng 2, nếu lọt vào quái vật như vậy tập kích, có thể trực tiếp đưa tánh mạng hay không. Chúng ta không phải nhóm đầu tiên, phía trước mai phục hẳn đã lộ rồi âm hà tiên vương nói vào muộn cũng có chỗ tốt của muộn phía trước có người mở đường rồi hắn nhìn lăng hàn không có tiếp tục bão tố ở đây tràn ngập khí tức nguy hiểm không nên vào lúc đó nội đấu về sau lại xử trí người này cũng không muộn đi theo bổn tỏa cẩn thận một chút hắn dẫn đường ở phía trước mọi người theo đuôi tại đây hắc ám tĩnh nghịch vô luận là hô hấp hay bước chân chỉ cần hơi chút nặng là có thể gây ra tiếng vang rất lớn bọn hắn không ngừng chuyển biến không bao lâu, lại phát hiện một chỗ có dấu vết chiến đấu, phần còn lại của chân tay cụt khắp nơi trên đất, mà ở địa phương không xa, bọn hắn phát hiện ra bộ hùng thi thứ hai. Ở kề bên này, vẫn có một bình đài, trên vẽ lấy pháp trận, nhưng không có người nhận được đó là cái gì. Tựa hồ loại quái vật này xuất hiện cùng bình đài có quan hệ. Tất cả mọi người không ngu ngốc, lập tức bay lên suy đoán như vậy. Bọn hắn lần nữa tiến lên, quả nhiên, địa phương chiến đấu thứ ba vẫn là ở phụ cận bình đài có người đã ra động tác muốn lui lại, ở đây quá nguy hiểm, tiên vương cũng đẫm máu, không hề có cảm giác an toàn a. À. Bọn hắn đều là nhị thế tổ, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhưng lại càng thêm sợ chết, có mấy cái nếm qua đau khổ, lại có mấy cái là ở đường danh sinh tử bồi hồi qua. Âm hà tiên vương lại không đồng ý, hắn nghẹn đủ oán khí, nhất định phải tìm được cơ duyên. Lại đi một trận, sau khi dễ là một bình đài, thế nhưng hai bên bình đài đều có bậc thang, nói cách khác đã xuất hiện lối rẽ tất cả mọi người nhìn về phía âm hà tiên vương xem hắn nói như thế nào đi bên phải hắn chọn một con đường bọn hắn đi bên phải chưa có chạy bao xa lại có lối rẽ vẫn là bên phải âm hà tiên vương cắn răng nói lối rẽ không ngừng như mê cung thế nhưng tất cả mọi người không có cảm giác đến không gian biến hóa bởi vậy đây chỉ là lối rẽ nhiều không phải là mê cung chính thức nếu không rất dễ dàng phá giải hồi lâu sau bọn hắn rốt cuộc đi tới phần cuối ở đây xuất hiện một mộ thất so với nấm mồ như núi bên ngoài, cái này nhỏ đến thương cảm, lớn cỡ một phòng ốc bình thường. Chính giữa mộ thất bày một bộ thạch quan, phía trên không có một hạt cho bụi. Chẳng lẽ để chúng ta đụng vào cơ duyên, tất cả mọi người kinh ngạc nói như vậy, nếu trong mộ phòng có cơ duyên, vậy khẳng định là vật bồi táng, xác định vững chắc ở trong quan tài. Mở quan tài, âm hà tiên vương không chút do dự nói, với bọn hắn mà nói, tiên vương chết đi cũng chỉ là phân bón, làm sao có băn khoăn khi quấy nhiễu người chết. Ta tới, một tiên vương tầng 2 nhảy ra, lập tức đi mở quan tài. Tay của hắn vừa mới phóng lên, ông, chỉ thấy cả thạch quan đột nhiên phát sáng, một phù văn sáng lên, oanh tới tên tiên vương kia. Chấn cho ta, tiên vương tầng 2 kia hét lớn một tiếng, một quyền oanh ra, đón đánh phù văn. Bành, uy lực của phù văn vô cùng lớn, một kích đánh bay tiên vương tầng 2, nặng nề đâm vào trên vách tường, chỉ thấy một chùm huyết vụ phun trào ra, hắn ngã quỵ xuống, khí tức lập tức trở nên suy yếu có cấm chế, triệu song kinh hô, cái này tự nhiên là một câu nói nhảm, chẳng lẽ là quỷ đánh người sao? Những người khác kiêng kỵ thân phận của triệu song, chỉ là trong lòng nói một câu, nhưng âm hà tiên vương cùng dương cứu linh lại quăng cho triệu song ánh mắt khinh bỉ, người cũng quá nhát gan, thực là mất mặt. Triệu song hoàn toàn không quan tâm, sau khi khuất phục lăng hàn, hắn đã không biết xấu hổ, miễn còn sống là tốt rồi. Cấm chế chi y còn không nhỏ, âm hà tiên vương đi về phía trước, ta tới thử xem, hắn với tay sờ, ông, quan tài bắn ra hào quang, hóa thành một phù văn, oanh tới âm hà tiên vương. Bành, hắn đón đỡ một kích, không khỏi đằng 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 lui vài bước, sắc mặt lộ ra khó coi. Tất cả mọi người đối với cấm chế trị huy đã có hiểu rõ minh xác âm hà tiên vương có thể ngạnh kháng cấm chế, nhưng cực kỳ phí sức. Không thể khinh suất âm hà tiên vương nói, tất cả mọi người gật đầu, bây giờ còn khinh suất đó chính là muốn chết. Nhưng điều này cũng làm cho bọn hắn tin tưởng, trong quan tài khẳng định cất dấu thứ tốt. Tất cả mọi người xông tới, cẩn thận nghiên cứu. Cấm chế là một chi nhánh của trận pháp, mà trận pháp nói cho cùng là quy tắc diễn hóa, bởi vậy, đối với tiên vương mà nói, trên đời không có trận pháp phá giải không được, khác biệt chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. chương 2910, mở quan tài, bọn hắn rất gấp, tuy bọn hắn là cái thứ nhất tìm tới nơi này, nhưng không có nghĩa là những người khác không tới. Thế nhưng trên thực tế, đã qua thời gian thật dài, lại thủy chung không có chi đội ngũ thứ hai hay những người khác xuất hiện, lộ ra có chút cổ quái. Lăng Hàn nghiên cứu, mặc dù hắn chỉ là tầng 4, thế nhưng ở trên quy tắc nắm giữ lại hoàn toàn không kém âm hà tiên vương, nếu không chiến lực cũng không có khả năng cường đại như vậy. Mặt khác, hắn còn từ chỗ ngõ lý học được một ít, từ góc độ khác đi nhìn vấn đề, cả hai kết hợp, để cho hắn phá giải tốc độ nhanh hơn. Bằng không mà nói, lúc trước hắn cũng không có khả năng chỉ dùng nửa năm liền phá vỡ cấm chế của thanh quỷ tiên vương hắn ra tốc với mình đây là năng lực mà chín thành chín tiên vương không có khả năng có được tương đương với nhanh hơn người khác một nghìn lần bởi vậy chỉ một ngày sau trong lòng lăng hàn liền hiểu rõ hắn ra tay đưa về phía quan tài cút âm hà tiên vương ra tay hắn tràn đầy không vui mình đang phá giải trận pháp thế nhưng lăng hàn rõ ràng dám quấy nhiễu thật sự là to gan lớn mật tự cho là đúng lăng hàn ngưng quyền đón đánh banh lực lượng của hai người đụng vào chung một chỗ lập tức gây ra cấm chế một đạo quang mang đánh ra, hóa thành hai đạo, bát đồng oanh về phía Lăng Hàn cùng Âm Hà Tiên Vương. Bành, bành, Lăng Hàn cùng Âm Hà Tiên Vương đều bị cấm chế đánh bay. Ồ, oh, tất cả mọi người kinh hãi, bị cấm chế đánh bay không kỳ lạ quý hiếm, kỳ lạ quý hiếm chính là vừa rồi Lăng Hàn cùng Âm Hà Tiên Vương đối bính mà không rơi vào hạ phong. Cái này quá bất khả tư nghị rồi, cái quái thai gì, hạ nghĩa có thể áp chế âm hà tiên vương, nhưng người ta giàu gì cũng là tầng 6, người một tiên vương tầng 4, coi như đạt đến đỉnh phong, cái này y nguyên vô cùng vớ vẩn, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Người này chẳng lẽ còn muốn yêu nghiệt hơn hạ nghĩa sao? A à, Viên nhìn Lăng Hàn, trên mặt lạnh lùng đã có một tia biến hóa, ánh mắt cũng nhảy lên một cái, lộ ra chiến ý. Âm Hà Tiên Vương thì ánh mắt âm tình bất định, hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, càng nhiều là không thể tin được, đây rốt cuộc là quái vật như thế nào. Nhưng Lăng Hàn lại không có tiếp tục ra tay, hắn đi đến phía trước, bắt đầu phá giải cấm chế. Cấm chế này không khó, bởi vậy hắn chỉ tốn một lúc liền phá giải, sau đó thò tay nhấc, nắp quan tài mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người cũng chẳng quan tâm cái khác, nhao nhao vây qua, thăm dò nhìn vào. Chỉ thấy trong quan tài nằm một cỗ thi thể, đã sớm hóa thành bạch cốt, trên người mặc một bộ chiến giáp, nhưng vẫn có thể chứng kiến vết thương rõ ràng, chiến giáp phá nhiều cái động, xương cốt đối ứng đều nát bấy, hẳn không phải bị thiên nhân chi ách giết chết, mà là ngoại lực giết chết. Hai tay của hắn hợp thành chữ thập ở trước ngực, trên người thì để một thanh kiếm rất dài, không có vỏ, tuy thi thể của hắn đã ăn mòn rồi, thế nhưng thanh kiếm này lại như cũ sáng loáng, tuy đã cắt thành hai đoạn, nhưng tản ra hàn ý vô tận. Trừ lần đó ra, trong quan tài liền không có những vật khác. Tất cả mọi người vô cùng thất vọng, bọn hắn kỳ vọng bảo vật đâu? Tuy thanh kiếm kia nhìn về phía trên rất sắc bén, nhưng tuyệt đối không phải tiên khí, còn đã gãy, càng không có ý nghĩa rồi. Phí nhiều sức như vậy chỉ vì liếc mắt nhìn cỗ thi thể này sao ai nhàm chán như vậy a à? còn ở trên quan tài bày ra cấm chế không phải đùa giỡn sao đi âm hà tiên vương hừ một tiếng hắn cuối cùng biết rõ vận khí của mình cũng không có tốt như vậy mà một mực không có những người khác tới chỉ sợ quan tài giống như vậy còn không ít tất cả mọi người là vội vàng phá giải cấm chế mà thôi có lẽ ở đây có một bộ quan tài cất giấu bảo vật thì sao không có kiên nhẫn sao được chờ những người khác ra ngoài lăng hàn lộ ra dáng tươi cười hắn lấy ra tiên ma kiếm đặt ở trên trường kiếm trước ngực khô lâu lực cắn nuốt của tiên ma kiếm lập tức phát động thanh kiếm này không thể xưng là tiên khí nhưng trong đó có một tia tiên kim mới khiến cho thanh kiếm này một mực không có bị ăn mòn phải biết rằng khô lâu này là một tiên vương thế nhưng hắn cũng hóa thành khô lâu dựa vào cái gì một phảm kiếm có thể bất hủ đơn giản là bởi vì trong đó trộn lẫn vào một tia tiên kim không nhiều nhưng đủ để cho thanh kiếm này trở nên càng thêm cứng rắn, sắc bén. Tuy không nhiều, thế nhưng con kiến tuy nhỏ cũng là thịt, ngu sao mà không muốn. Tiền bối, mạo phạm, lăng hàn rút sạch một tia tiên kim chi lực, lập tức, thanh kiếm kia liền hóa thành mục nát, trên thế giới này có thể đối kháng thời gian chi lực, chỉ sợ cũng chỉ có tiên kim. Hắn một lần nữa đắp lên nắp quan tài, sau đó đuổi theo những người khác. Tại đây cũng không phải mê cung, mà là một lăng mộ cự đại, chôn cất rất nhiều người, bởi vậy mỗi theo một hướng, Cuối đường đều là một mộ thất, bày biện một cỗ quan tài. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới mộ thất thứ hai, phá giải cấm chế, trong quan tài là hoàn toàn đồng dạng, một tiên vương bị giết chết hóa thành khô lâu, trên người để vũ khí hắn dùng qua khi còn sống, đồng dạng tàn phá rồi. Mọi người thất vọng mà đi, nhưng Lăng Hàn thì có chút thu hoạch, lại nhận được một tia tiên kim. Bọn hắn không ngừng mở hòm quan tài, cũng đang không ngừng thất vọng, chỉ có Lăng Hàn hết sức hài lòng, bởi vì mỗi lần thu hoạch mặc dù có hạt, nhưng góp gió thành bão. Nếu như có thể mở trên mấy trăm vạn quan tài, nói không chừng Tiên Ma kiếm có thể nhảy lên đạt tới trình độ Thiên Tôn bảo khí. Trong lúc này bọn hắn còn gặp đội ngũ mở quan tài khác, nhưng tất cả mọi người rất thất vọng, tựa hồ ở đây đều là quan tài như thế này, không có cái gọi là cơ duyên. Đi, đi địa phương khác, Âm Hà Tiên Vương phất phất tay, hắn đối với nơi này đã không có hy vọng gì rồi. Tất cả mọi người theo chân hắn đi, thế nhưng Lăng Hàn không có, ở đây với hắn mà nói chính là một bảo địa, tại sao phải đi? Ân người còn đứng ngây ra đó làm gì? Âm Hà Tiên Vương nhìn về phía Lăng Hàn quát mắng, người này luôn rơi ở phía sau, cố ý thoát ly đội ngũ, đây là khiêu khích quyền uy của hắn sao? Lăng Hàn phất phất tay, người muốn đi là chuyện của ngươi, không nên xen vào việc của người khác. Âm Hà Tiên Vương nổi giận, hắn nhìn về phía triệu song. Cái này là thủ hạ người dạy dỗ sao? chương 2911, Cường Giả Liên Thủ. Triệu song xấu hổ, hắn như thế nào quản được Lăng Hàn? Lão hổ không phát huy, ngươi còn tưởng rằng ta là mèo bệnh sao? Âm Hà Tiên Vương nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, hắn quyết định muốn ra tay chấn giết người này. Lúc trước đi Lăng Hàn có thể cùng hắn đối bính mà không rơi vào thế hạ phong, nhưng đó là bởi vì hắn căn bản không có vận dụng toàn lực, đối phó một tầng bốn nho nhỏ cần toàn lực ứng phó sao? Dám khiêu khích mình, vậy thì đi chết đi. Âm Hà Tiên Vương đi nhanh về phía Lăng Hàn, vừa đi, trong thân thể của hắn chảy xuôi theo chất lỏng màu đen, ở trên mặt đất đan sen, hóa thành một hình lưới triệu xong khẩn trương vội vàng nói tất cả mọi người là người một nhà có chuyện gì ngồi xuống nói ngồi xuống nói nếu như âm hà tiên vương tiêu diệt lăng hàn vậy hắn không có giải dược khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết còn nếu lăng hàn giết chết âm hà tiên vương vậy hắn dung túng cấp dưới hành hung ngay cả ái đổ của thanh quỷ tiên vương cũng dám động dù triệu nguyên ý cũng không giữ được hắn cho nên hắn thật không hy vọng hai người đánh nhau âm hà tiên vương há sẽ nghe vào tai hắn nhất định phải chấn giết lăng hàn lúc trước bị cát khai thành khiêu khích đã để cho hắn nhẫn nhịn một bụng khí lại khổ nổi không có cách nào vung ra hiện tại thủ hạ của mình cũng dám nhảy ra công nhiên khiêu khích uy nghiêm của hắn để cho hắn sao có thể nhịn được giết phải giết hắn ra tay ông 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 đánh ra một trường ngưng tụ bảy cái phù văn màu đen nhấn về phía lăng hàn oanh chất lỏng trên mặt đất nhao nhao hiện lên y nguyên bảo trì hình lưới nhưng lại lập thể hóa như một lao lung vây lăng hàn ở trong đó nắm tay phải của lăng hàn ngưng tụ hư không oanh ra một tiếng vang thật lớn hắc thủy lập tức nứt vỡ lao lung tự phá lăng hàn thét dài một tiếng thôi động một quyền này tiếp tục oanh về phía âm hà tiên vương bành hai người lần nữa đối bính một cái chỉ thấy lăng hàn bị đánh bay ra ngoài âm hà tiên vương rõ ràng ở trên lực lượng chiếm cứ thượng phong bốn bể yên tĩnh thế nhưng bàn tay của hắn lại nứt vỡ máu tươi chảy ra trái lại lăng hàn không hề bị thương cái này ý nghĩa luận lực lượng xác thực là âm hà tiên vương chiếm được thượng phong nhưng nói đến lực phá hoại lại là lăng hàn càng tốt hơn như vậy một cộng một giảm hai người đến cùng ai chiến lực càng mạnh hơn nữa liền không nhất định rồi chỉ có thể nói có tất cả ưu thế thắng bại khó liệu cửu hóa thiên kinh tất cả mọi người kinh hô vừa rồi một kích kia của lăng hàn liền dùng tới cửu hóa thiên kinh tăng thêm lực phá hoại mới có khả năng một kích oanh thương âm hà tiên vương mặc dù ngay cả vết thương nhẹ cũng không tính nhưng không phải uy lực của cửu hóa thiên kinh không lớn, mà là cảnh giới hai người tranh lệch quá lớn. Dung hợp ba tầng rồi, đây mới là địa phương để cho mọi người khiếp sợ nhất, hóa ra quái vật như vậy không chỉ hạ nghĩa, lúc này mới ngàn vạn năm mà thôi, liền dung hợp ba bộ cửu hóa thiên kinh, quá kinh khủng. Ngươi, đến tột cùng là ai? Âm Hà Tiên Vương trầm giọng hỏi, hắn không tin trên đời có nhiều yêu nghiệt như vậy, hơn nữa còn có thể bị hắn gặp gỡ. Hẳn là, trong lòng của hắn nổi lên một cái tên, chỉ là ngay cả hắn cũng không thể tin được cái này cũng quá to gan lớn mật đi à nha lăng hàn nhoẻn miệng cười thò tay ở trên mặt vuốt một chút lộ ra khuôn mặt khác như vậy liền nhận thức hắn hỏi lý long tất cả mọi người kinh hô cái khuôn mặt này quá quen thuộc a à? lăng hàn mỉm cười khuôn mặt biến hóa lại biến trở về hình ảnh lúc trước đáng chết âm hà tiên vương gào thét hắn ra tay lần nữa rút ra thủy hệ quy tắc ngưng tụ thành một trường thương màu đen đâm về phía lăng hàn phi lưu thương, phá hết thiên hạ phòng ngự. Lăng Hàn cũng không có ý tứ tế ra tiên ma kiếm, lúc trước thời điểm chiến với âm hà tiên vương, hắn chẳng qua là tầng 4 sơ kỳ, nhưng bây giờ lại đạt đến đỉnh phong. Hơn nữa, hắn còn tu luyện cửu hóa thiên kinh, tiến thêm một bước tăng lên chiến lược của mình. Hiện tại, hắn có được thực lực chiến đế giả tầng 7 sao. Lăng Hàn ra quyền, công tới âm hà tiên vương, bành, 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 bọn hắn phát nổ đại chiến, ở đây không gian hẹp hòi, vừa chiến dư ba loạn tuôn, vô cùng đáng sợ, bắt buộc đám người Triệu xong không thể không liên tiếp lui về phía sau, căn bản không có tư cách khoảng cách gần xem cuộc chiến. Chỉ có A Viên còn đứng tại chỗ, cặp mắt của hắn sáng quắc phát quang, kiếm không tự chủ được đã nắm trong tay. Cùng giai chiến một trận, Lăng Hàn là người duy nhất đả bại qua hắn, để cho hắn chiến ý hừng hực, rất muốn đả bại Lăng Hàn, chứng minh mình mới là thiên tài mạnh nhất đương thời. Lăng Hàn tâm vô tạp niệm, chỉ có ý nghĩ chiến đấu. Âm Hà Tiên Vương không biết vì cái gì Lăng Hàn không có tế ra tiên ma kiếm, nhưng cái này tự nhiên càng phù hợp tâm ý của hắn, nếu không hắn tin tưởng mình tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Lăng Hàn. Lúc trước chiến đấu, hắn cùng với Lăng Hàn đánh ngang tay, kỳ thật để cho hắn cực kỳ biệt khuất, chiến lực của hắn tuyệt đối cao hơn Lăng Hàn, thậm chí nghiền áp, nhưng bởi vì không có tiên khí, hắn bị ép chỉ có thể tiếp nhận thế hòa không phân thắng bại. Hiện tại Lăng Hàn rõ ràng vô lễ không cần tiên khí, tự tìm đường chết cũng chẳng trách người khác. Chiến lực của hắn toàn bộ triển khai, muốn làm cho Lăng Hàn ngay cả cơ hội tế ra tiên ma kiếm cũng không có. Chiến 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 chiến, hai người đều hoàn toàn phóng thích chiến lực bản thân, đánh cho vô cùng kịch liệt, cũng khó hòa giải. Lăng Hàn không thể không thừa nhận, đế giả tầng 7 vẫn cực kỳ cường đại, không cần tiên ma kiếm, hắn có thể cùng đối phương đánh ngang tay, nhưng muốn chân áp đối phương. Chuyện không thể nào, đúng lúc này, chỉ thấy một đạo kiếm quang xẹt qua, gọt về phía Lăng Hàn. A viên xuất thủ. Hắn tuyệt không phải tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà là trong mắt căn bản không có khái niệm quy tắc này, nếu hắn chiến ý hừng hực, vậy thì ra tay, cái gì một versus một công bình chiến đấu, loại lý niệm này chưa từng tồn tại ở trong lòng của hắn. Hắn sẽ không kháng nghị người khác hai đánh một thậm chí người đánh một để đối phó mình, hiện tại cùng Âm Hà Tiên Vương liên thủ chiến lăng hàn, hắn cũng sẽ không cảm thấy không có ý tứ chút nào. A Viên gia nhập, Lăng Hàn lập tức áp lực tăng vọt chương 2912, Lăng Hàn Chị Uy 1. A Viên là một đế tinh, thậm chí là đế tinh có tiến hóa lũy thừa bão tố 11, cái này ý nghĩa thiên phú võ đạo của hắn kinh người, vừa ra tay là có thể nhìn ra, hắn đã dung hợp ba bộ cửu hóa thiên kinh, cái này thậm chí đã qua tuyệt đại bộ phận tiên vương tầng 9. Ở dưới thiên tôn pháp gia trì, kiếm pháp của hắn vô cùng khủng bố. Khá tốt chính là, dù sao hắn chỉ nhận được ba bộ thiên kinh, mạnh là mạnh thật, nhưng còn không có đạt tới trình độ không cách nào địch nổi. Lăng Hàn không sợ, ngược lại càng hào hứng, hai đấm quấn quanh lấy quy tắc, cùng hai cường giả khí lực va chạm. Nhưng nhân lực cường thịnh trở lại, cũng có một cực hạn, A Viên cùng Âm Hà Tiên Vương liên thủ đã vượt qua cực hạn của Lăng Hàn, chậm rãi áp chế hắn, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Tuy chiếm được thượng phong, thế nhưng Âm Hà Tiên Vương cũng không có quá nhiều vui mừng, bởi vì hắn cảm thấy áp lực trầm trọng. Lăng Hàn, hạ nghĩa, A Viên, thiên phú của ai không nghiền áp hắn, lúc trước hắn còn đắc chí hắn là đế giả hiếm có của quỷ vương đô, nhưng bây giờ so sánh, hắn quả thực chính là cặn bã A. Thiên phú võ đạo của A viên xác thực như bức, sau khi thảm bại ở trên tay lăng hàn, hắn chẳng những không có nản trí, mất đi ý chí chiến đấu, ngược lại hấp thu giáo huấn, đền bù thiếu sót của mình, chiến lực trở nên càng đáng sợ. Hơn nữa, hắn cũng đạt tới tầng 4 đỉnh phong, tiến cảnh không kém lăng hàn. Hai cường giả liên thủ, nhất là A viên, hắn cực kỳ am hiểu công kích, đây là tín nhiệm của hắn, chỉ cần lực công kích cường đại đến trình độ có thể nghiền áp đối thủ, vậy thì không cần để ý tới phòng ngự, bởi vì mình căn bản sẽ không bị đánh trúng. Cái này là một thanh lợi kiếm, cho Lăng Hàn uy hiếp nghiêm trọng. Âm Hà Tiên Vương rất tự ngạo, nhưng tuyệt không đần. Hắn chứng kiến A Viên công kích sắc bén như thế, liền chủ động áp xúc công kích, chủ yếu phụ trách phòng ngự, chẳng những thay mình phòng, cũng phòng cho A Viên, để cho A Viên có thể tránh lo âu về sau. Một công một thủ phối hợp, để A Viên hoàn toàn thích phóng chiến lược ra, tiến thêm một bước chế trụ lăng hàn, kiếm quang dương động, có tiên huyết phi tiên, đây là lăng hàn bị thương, kiếm của A Viên quá nhanh quá sắc bén, chỉ cần không bị áp chế, để cho chiến lực của hắn giải phóng, thực sự là ác mộng của bất kỳ một đối thủ nào. Lăng hàn không ngừng bị thương, máu tươi khắp nơi trên đất. Vì buông tay buông chân, bọn hắn một bên đánh một bên còn đang di động, đi tới một bình đài, ở đây tương đối mà nói không gian lớn hơn một chút, trên mặt đất vẽ lấy pháp trận, là vẽ như thế nào? không phải dùng bút vẽ, mà là bộ phận mặt đất này đều lõm vào, bởi vậy máu tươi rơi vãi trên mặt đất, tự nhiên chảy vào lỗ khảm, cái pháp trận này lập tức trở nên sống lại. Ông, khi toàn bộ pháp trận được lấp đầy máu tươi, đột nhiên phát ra hào quang, hư không sinh vật, chui ra một quái vật giống như hắc hùng, toàn thân dài khắp xúc tu. Loại quái vật này lại xuất hiện, Lăng Hàn phát lên một loại cảm giác cổ quái, quái vật kia phát ra khí tức để cho hắn có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Soát, quái vật vừa xuất hiện, liền huy động xúc tu công tới Lăng Hàn, A Viên, Âm Hà Tiên Vương. Lăng Hàn hừ một tiếng, né tránh A Viên cùng Âm Hà Tiên Vương công kích, sau đó một quyền đánh qua xúc tu của Hắc Hùng Quái. Bành, một quyền oanh kích, xúc tu của Hắc Hùng Quái lập tức bạo toái, căn bản không chịu nổi một kích, thế nhưng xúc tu lại hóa thành vô số đạo ngưng khối, tán về bốn phương tám hướng. Lăng Hàn mở ra nguyên lực hộ thuẫn, ngăn cản những ngưng khối này lại, quỷ mới biết đây là cái đồ chơi gì, hắn cũng không muốn bị dính vào. Bên kia, Âm Hà Tiên Vương cũng hóa giải hắc hùng quái tập kích, A Viên thì không có lãng phí một chút khí lực, một kiếm gọt đến, thế công lăng lệ ác liệt. Hắc hùng quái lần nữa ra tay, vẫn là đồng thời công kích ba người Lăng Hàn. Đối với A Viên mà nói, cái này không sao cả, dù sao có Âm Hà Tiên Vương hóa giải, nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, hắn lại tương đương với nhiều hơn một đối thủ, vốn hắn đã ở vào hoàn cảnh xấu, bây giờ lại thêm một đối thủ, tự nhiên để cho hắn áp lực càng thêm. Không tốt chính là pháp trận vẫn còn tiếp tục vận chuyển, lại có một hắc hùng quái xuất hiện. Lăng Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đã hoàn toàn sáng tỏ thực lực của mình, không cần phải đánh như vậy nữa. Tiên ma kiếm ra, ông, một đạo hàn quang chấp động, kiếm khí tung hoành, phốc phốc phốc, vách tường vô cùng chắc chắn cũng không có cách nào thừa nhận kiếm khí của tiên ma kiếm, lập tức nhiều hơn vô số dấu vết, sâu đạt vài tấc. Lăng Hàn bắt đầu phản kích, phốc, kiếm khí đảo qua, hắc hùng quái vừa mới xuất hiện lập tức bị chém ngang lưng, loại vật này căn bản không có khái niệm phòng ngự, tuy lực phá hoại đáng sợ, thế nhưng phòng ngự lại là không, chỉ cần chiến lực nghiền áp, giết vô cùng đơn giản. Một kiếm ra, hắn liền một phát không thể vãn hồi, tiên ma kiếm lại chạm, phốc, con hắc hùng quái thứ nhất cũng bị hắn chém thành hai đoạn. Đinh, hắn một kiếm gánh lấy kiếm của A Viên, chỉ thấy trên thân kiếm đối thủ lập tức xuất hiện một vết nứt, tiên ma kiếm rất sắc bén, không phải tiên kim lại há có thể đối kháng. Nhưng thanh kiếm này của A Viên cũng không đơn giản, cũng không có một kiếm liền bị chém đứt. Năng lực ứng biến của A Viên nhanh đến kinh người, một kiếm bị chống đỡ, hắn lập tức thu kiếm, sau đó lại đâm. Đinh 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 đinh, hắn liền đâm mấy trăm kiếm, lại ở trong nháy mắt liền hoàn thành. Điều này cần thể thuật rất mạnh chống đỡ, thể thuật của A Viên xác thực không thể so sánh với Lăng Hàn, nhưng so sánh với tiên vương khác, hắn lại mạnh hơn nhiều lắm. Lăng Hàn lấy mau đánh nhanh, ngăn cản mỗi một kiếm của A Viên lại. Đi chết đi, Âm Hà tiên vương hét lớn một tiếng hắn cũng ra tay, muốn thừa cậu anh giết Lăng Hàn. Hắn ngưng tụ thủy hệ quy tắc, hóa thành một vật tựa như hắc long, đâm tới Lăng Hàn. Lăng Hàn lạnh nhạt nhìn về phía âm hà tiên vương, tràn đầy khinh thường. Người cũng xứng đối địch với ta, hắn có thể coi A Viên là đối thủ, nhưng âm hà tiên vương. Ha ha, thực không xứng, dù tính toán chiến lực của hắn cường thịnh trở lại cũng không vào mắt Lăng Hàn. Hắn khẽ quát một tiếng, công về phía âm hà tiên vương chương 2913, Lăng Hàn Chịu Y 2. Tiên ma kiếm phát quang, đây chính là tồn tại áp đảo trên tiên binh, tuy còn không có đạt tới thiên tôn bảo khí, nhưng uy lực lại không gì sánh kịp, chỉ là kiếm khí liền vô cùng đáng sợ, đối với phòng ngự của tiên vương cấp cũng có thể tạo thành uy hiếp cực lớn. Âm hà tiên vương nào dám đón đỡ, hắn là nếm qua đau khổ, lập tức lui về phía sau. A viên lại công, nhưng Lăng Hàn chỉ chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh, thời gian ngắn phòng ngự của hắn có thể so sánh tiên kim, bất luận a viên gọt chảm cũng không sao cả lang hàn nhìn chằm chằm vào âm hà tiên vương hắn muốn chém giết người này âm hà tiên vương ngăn cản lang hàn không có tiên ma kiếm liền không kém gì hắn bây giờ có tiên khí hắn làm sao địch nổi hắn ngăn cản mấy chiêu nhưng chỉ để cho hắn bị thương trồng chất hắn cắn răng một cái lập tức quay người muốn bỏ trốn mất dạng còn a viên hắn mới chẳng muốn quản chạy được sao lang hàn triển khai quy tắc không gian tay trái nhấn một cái bành. Âm Hà Tiên Vương giống như đánh lên một bức bức tường vô hình, tuy đánh vỡ, thế nhưng tốc độ lại đại giảm. Lăng Hàn đuổi theo, tiếp tục chạm, cử hóa thiên kinh gia trì, tiên ma kiếm trở nên càng đáng sợ. Âm Hà Tiên Vương giống to, hắn không cam lòng chết ở chỗ này. Hắn là đế giả, mà ở trong tiên vương mộ địa, hắn có cơ hội rất lớn trở thành tiên vương tầng 9, mà tương lai càng có một tia cơ hội trở thành thiên tôn, tuy cái cơ hội này nhỏ bé đến tột đỉnh. Thiên tài như vậy, làm sao có thể chết ở chỗ này? hắn muốn chạy trốn, không tu đến tiên vương tầng 9 sẽ không đi ra. Lăng Hàn làm sao thả hắn rời đi, các loại quy tắc ở trong tay của hắn không ngừng sử xuất, thời gian lưu giảm tốc độ, không gian giam cầm, trọng lực như núi, để cho âm hà tiên vương căn bản không có cơ hội thoát thân. Tuy A Viên công kích rất ác liệt, thế nhưng ở dưới bất diệt thiên kinh phòng ngự lại căn bản không làm gì được Lăng Hàn, trừ khi kiếm trong tay hắn đổi thành tiên binh, lúc này mới có thể tạo thành nguy hiếp. Âm hà tiên vương cắn răng, quay người trở lại, hiện tại chỉ có một đường tử chiến, bất quá hắn khẳng định chỉ có một con đường chết. Giết, hắn phóng tới Lăng Hàn, tuyệt không tin phòng ngự của Lăng Hàn hoàn mỹ vô khuyết, còn có khả năng không chừng ngực cầm cự, chỉ cần sống qua Lăng Hàn bộc phát, hắn liền có thể cùng A Viên liên thủ, một lần nữa áp chế Lăng Hàn. Ý nghĩ này không thể nói không đúng, chỉ là hắn đánh giá cao lực liên thủ của mình cùng A Viên, cũng đánh giá thấp uy lực tiên ma kiếm của Lăng Hàn. Lăng Hàn cường thế chân giết, mỗi lần tiên ma kiếm chém ra tổng có khả năng mang theo một đạo huyết hoa. Tiên ma kiếm là cái gì? Tiên khí, thậm chí áp sát thiên tôn bảo khí, lực phá hoại thật là đáng sợ, bị chém một phát cũng không phải bị thương đơn giản như vậy, sát khí đáng sợ sẽ xâm nhập từng bộ vị của thân thể. Âm hà tiên vương thổ huyết, tiên ma kiếm đã phá hư nội tạng của hắn thành mảnh nhỏ, để cho hắn không thể không nôn ra máu. Hắn vô cùng thống khổ, thậm chí có loại cảm giác, lại đánh như vậy xuống dưới, hắn căn bản không cần bị tiên ma kiếm chém trung yếu hại tích lũy thương thế liền để cho hắn bị giết sao hiệu quả phòng ngự của lăng hàn còn không có tiêu tán người ta muốn giết trốn không thoát vẻ mặt của lăng hàn uy nghiêm nói những lời này ở âm hà tiên vương nghe tới là tràn đầy châm chọc lúc trước thời điểm ở quỷ vương đô hắn ra tay muốn bảo vệ đường viễn lăng hàn liền nói ra lời tương tự kết quả đường viễn ở trước mặt của hắn bị lăng hàn oanh giết hiện tại lăng hàn còn nói ra những lời này âm hà tiên vương giận không kiềm được nhưng lại không có một chút tính tình chỉ muốn có thể mạng sống mà thôi hắn toàn lực ra tay vì tánh mạng mà phấn đấu ở trong mười chiêu lấy tính mệnh của ngươi lăng hàn lạnh lùng nói không mang theo một tia cảm tình rồi lại tràn đầy khẳng định hai mắt âm hà tiên vương phóng hỏa lúc trước hạ nghĩa nói mười chiêu liền có thể bại hắn hiện tại lăng hàn còn nói trong mười chiêu muốn tiêu diệt hắn để cho hắn vô cùng phẫn nộ ở trong mắt hai người này mình yếu như vậy sao Hắn không kém, hắn không kém, hắn không kém, âm hà tiên vương gào thét, hắn cuồng bạo ra tay, muốn chứng minh mình không phải là yếu như vậy. Một chiêu, hai chiêu, chín chiêu, chỉ còn lại một chiêu. Phốc, một đạo kiếm quang xẹt qua, lăng hàn thu kiếm, mà âm hà tiên vương thì dưới chân lảo đảo, hắn cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, chỗ đó xuất hiện một lỗ máu, đúng là vị trí trái tim. Hắn bị tiên ma kiếm đâm trung yếu hại, hắn mặt mũi tràn đầy mờ mịt, ngẩng đầu nhìn về phía lăng hàn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại một chữ cũng phun không ra, ba, hắn ngã quỵ trên đất, sinh cơ nhanh chóng trôi đi. Quả nhiên, mười chiêu oanh giết, lang hàn quay đầu lại nhìn về phía A Viên, trong ánh mắt âm trầm, áp lực vô cùng đáng sợ, chỉ sợ tiên vương tầng bốn phổ thông ở dưới ánh mắt này sẽ sụp đổ. Thế nhưng A Viên lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cũng không có bởi vì âm hà tiên vương chết mà rối loạn một tấc vuông, ý chí chiến đấu còn đó, hắn thét dài một tiếng, trường kiếm liền đâm, công kích y nguyên cuồng bạo, chỉ công không thủ, như dốc sức liều mạng. Lăng Hàn cười ha ha, tiên ma kiếm ra, cùng A Viên va chạm. Đinh 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 đinh, kiếm minh không ngừng, hai người đối oanh, nhưng chỉ chừng trăm chiêu, hai người lại liều một kích, liền thấy kiếm trong tay A Viên ầm ầm nghiền nát, hóa thành trăm ngàn mảnh vỡ. Không phải tiên binh lại có thể cùng tiên ma kiếm cứng đối cứng lâu như vậy, cũng tương đương bất phàm rồi. Lăng Hàn dừng kiếm lại, gắt ở trên cổ A Viên. Vì cái gì không giết ta? A Viên hỏi, chỉ cần tiên ma kiếm lại đâm một phần, lấy lực phá hoại của tiên khí, sinh cơ của hắn sẽ bị phá hủy lập tức. Lăng Hàn thu kiếm, ta chờ mong ngươi lớn lên, đánh với ta một trận. Như Âm Hà Tiên Vương thuộc về biến thái thị sát khát máu, Lăng Hàn tự nhiên không hề thương cảm tiêu diệt, thế nhưng a viên lại chỉ có thể nói là cuồng đồ hiếu chiến, giết quá đáng tiếc. Người như vậy một ngày kia nếu có thể trùng kích thiên tôn, hẳn là quy túc càng tốt, cho dù chết, cũng có thể chết ở trên chiến trường đối kháng cuồng loạn, mà không phải ở tiên vương mộ địa. A viên nhìn chầm chằm vào Lăng Hàn một hồi mới nói ta nhất định sẽ mạnh hơn ngươi lang hàn cười to có thể hơn ta hay không cũng không phải là dùng miệng nói chương 2914 chặn đường a viên gật đầu thu kiếm bước nhanh rời đi hắn quyết định về sau liền một lòng ma luyện kiếm pháp không cân nhắc sự tình khác Lăng Hàn bước đi hiện tại đám người Dương Tiếu Linh sớm đã không có bóng dáng cũng phải phát hiện ra hắn là lý Long ai còn dám lưu lại có mấy cái mệnh cũng không đủ giết a à. đương nhiên ngoại trừ triệu xong hắn trúng độc tự cho là mạng nhỏ còn nắm dư ở trong tay lăng hàn tự nhiên không dám rời đi lăng hàn đi tới vỗ vỗ vai triệu xong ngươi có thể đi a à. triệu xong cho là hắn nói mát liền tranh thủ lắc đầu long ca ngài nói cái gì vậy ta làm sao có thể phản bội ngài hắn mặt mũi tràn đầy nghĩa khí lăng hàn dương nắm đấm lên nếu không xéo ta liền nện bạo đầu của ngươi bị uy hiếp như vậy Triệu song mới sợ đến xanh mặt, vội vàng xoay người chạy đi, trong nội tâm tự nhiên sợ phải chết, không có giải dược, không phải chết muộn vài ngày sau. Hắn chạy một trận, tự nhiên không muốn nhận mệnh như vậy, liền trở về tìm Lăng Hàn, thế nhưng ở đâu còn có bóng của Lăng Hàn. Hắn lo lắng kinh sợ, nhưng ba ngày sau, hắn phát hiện trên người mình không có bất kỳ biến hóa, đã đến ngày thứ tư vẫn vui vẻ, cuối cùng biết rõ bị Lăng Hàn lừa. Lúc trước Lăng Hàn nói, hắn không có giải dược vĩnh cửu, vốn cho là một câu vui đùa, không nghĩ tới lại là lời nói thật. Lăng Hàn xác thực không có giải dược vĩnh cửu, bởi vì mình căn bản không có chúng độc. Triệu song cực kỳ phẫn nộ, rõ ràng bị Lăng Hàn lừa gạt hơn một nghìn vạn năm, nhưng nghĩ nghĩ, hắn đối mặt là Lý Long, sát tinh nổi danh nhất quỷ vương đô, có thể cùng đối phương ở chung thời gian lâu như vậy mà không chết, không phải thiên đại vận khí sao. Nghĩ như thế, hắn liền tâm bình khí hòa, quyết định trở về hảo hảo làm nhị thế tổ của hắn, rốt cuộc có thể sống phóng đáng. Lăng Hàn bước chậm mà đi, Hắn khắp nơi tìm quan tài. Có chút quan tài cấm chế bị giải rồi, có bản không có gì, nhưng binh khí bên trong cơ bản không có người lấy đi, không phải tiên kim lại càng không phải tiên khí, hơn nữa còn tàn phá, ai muốn. Lăng Hàn vui vẻ, hắn chuyển một vòng, thu hoạch có thể nói nặng trịch. Mấy ngày sau, hắn cuối cùng chuyển một vòng, mở tất cả quan tài một lần, sau đó cực kỳ sung sướng đi ra. Mới vừa đi ra một phần, tới đi bên ngoài chỉ thấy một đoàn người đang canh giữ ở cửa ra vào không phải mấy người cắt khai thành sao ánh mắt lăng hàn đảo qua chỉ thấy quỷ vương đô có một nhị thế tổ đã rơi vào trong tay của bọn hắn danh tự lăng hàn cũng không biết hắn căn bản không có đi nhớ lý long hạ nghĩa mang theo tên nhị thế tổ kia đi tới lăng hàn đứng lại nói có gì chỉ giáo ha ha hạ nghĩa vứt tên nhị thế tổ kia lên sau đó một cước đá vào trên người của hắn bành nhị thế tổ kia lập tức hóa thành đạn pháo đụng tới lăng hàn Lăng Hàn nghiêng người nhường lối, nhị thế tổ kia lập tức đập lấy vách tường đằng sau, xương cốt vỡ vụn, hắn cũng hóa thành thịt nát, trượt ngã trên mặt đất. Hắn không có thủ tội gì, từ lúc Hạ Nghĩa đá ra một cước, hắn liền bị lực lượng khủng bố chấn chết rồi. Đường Đường Tiên Vương, lại bị chết hạ tiện như vậy. Cái này là Tiên Vương mộ địa, Tiên Vương cùng chó đất không có khác nhau quá lớn. Hẳn bảo ngươi một cái tên khác. Hạ Nghĩa chậm rãi thu chân, Lăng Hàn, hắn nhẹ nhàng nói, trong nội tâm Lăng Hàn cả kinh người nọ là làm sao biết tên của hắn. Có ý tứ gì, hắn nhàn nhạt nói ra, không cần chống chế, trên đời này có mấy người có thể ở thời điểm tầng 4 chiến tầng 7. Hạ nghĩa suy một tiếng, dù trong thiên hạ đệ nhất phó Việt, chỉ sợ cũng tìm không ra thứ hai, cũng chỉ có ngươi mà thôi. Lăng Hàn nhìn hạ nghĩa, đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Đúng vậy, ta chính là Lăng Hàn, hắn tâm niệm vừa động, hình ảnh nhất thời biến hóa, biến trở về tướng mạo sẵn có. Hắn ung dung nói, Ba người các ngươi, cũng hẳn là người võ viện A. Bằng không thì không có khả năng lý giải hắn như thế, hơn nữa ba người này cho hắn cảm giác vô cùng cường đại, hạ nghĩa càng là trong 10 chiêu đánh bại âm hà tiên vương, đây tuyệt đối là thiên tài cấp cao nhất trong võ viện rồi. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, xem bộ dáng ba người các ngươi nói rõ là ở đây chắn ta, cũng chính là cùng ta có thù. Ở trong võ viện, tiên vương tầng 6 đế tinh có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi. Hẳn là cốc hợp nghĩa A hợp cùng hạ cùng âm vậy hạ nghĩa là cốc hợp nghĩa rồi hạ nghĩa cũng chính là cốc hợp nghĩa sắc mặt không khỏi biến hóa tuyệt đối không ngờ lăng hàn chỉ dựa vào tin tức ít đến thương cảm như thế liền nhận ra thân phận chân thật của hắn bất quá cái này cũng bình thường bởi vì sau khi hắn tiêu anh hùng miêu hóa tiến vào tiên vương mộ địa cũng bởi vì nghe nói danh tiếng yêu nhiệt của lăng hàn mới một đường chạy tới cắt khai thành theo bọn họ suy đoán người có được chiến lược yêu nhiệt như thế khẳng định chỉ có lăng hàn rồi mà thời điểm bọn hắn đi vào cát khai thành, Lăng Hàn đã xuất phát tiến về nguyên cổ mộ, ba người bọn họ liền gia nhập cát khai thành, cùng nhau đi tới. Mục tiêu của bọn hắn là Lăng Hàn, bởi vậy lúc trước gặp được người quỷ vương đô mới có thể hỏi sự tình Lăng Hàn, bọn hắn tin tưởng Lăng Hàn tuyệt không buông tha cơ duyên như nguyên cổ mộ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp lẫn vào. Quả nhiên, về sau bọn hắn liền thấy người quỷ vương đô chật vật chạy trốn, bắt được vừa hỏi, liền biết rõ Lý Long lại xuất hiện, nên ở lối đi trông coi. Đám người Vương Đông Sâm cũng không có ý kiến, bọn hắn cũng hận không thể chém giết Lăng Hàn. Lăng Hàn, chuẩn bị chịu chết đi. Cốc Hợp Nghĩa tự nhiên sẽ không ở trước mặt mọi người lộ ra thân phận, hắn chỉ cười ha ha, liền ra tay công kích. Thực lực của hắn còn cao hơn Âm Hà Tiên Vương một mảng lớn, có thể mười chiêu liền đánh bại một đế giả tầng 7, cho dù là vận dụng tuyệt chiêu, nhưng Y Nguyên đã chứng minh sự cường đại của hắn. Chiến lực của Cốc Hợp Nghĩa tuyệt đối đạt đến tầng 8, một trưởng gia, oanh, chư thiên run rẩy đây là lực lượng khủng bố tiếp cận quy tắc đỉnh phong. Lăng Hàn di động thân hình, hắn có thể khí lực va chạm âm hà tiên vương, nhưng đối với cốc hợp nghĩa, đây là vượt ra hạn mức cao nhất thực lực của hắn. Khá tốt chính là, khí lực của hắn cực kỳ cường đại, bị dư kình quét đến một chút ít cũng không đến nơi đến trốn. chương 2915, phá vòng vây, cốc hợp nghĩa xuất liên tục hơn 10 chiêu, lại bị Lăng Hàn toàn bộ tránh khỏi, tiên vương muốn giết tiên vương. Khó, hai người chỉ kém hai cảnh giới, mà chiến lược thực tế chênh lệch nhiều nhất một cảnh giới, bởi vậy, cốc hợp nghĩa muốn giết Lăng Hàn, độ khó vô cùng lớn. Bất quá, tiêu anh hùng cùng như hóa động, nhao nhao đi ra, thành xu thế tam giác, bao vây Lăng Hàn lại. Giết, hai người này vô tình ra tay, muốn mau chóng giết chết Lăng Hàn, trực tiếp rút ra thần hồn của hắn. Ba người bọn họ chiến lực đều cường đại hơn Lăng Hàn, ba người liên thủ cũng có thể cùng tiên vương tầng 8 đỉnh phong kịch chiến, đây là ưu thế nghiền áp, để cho Lăng Hàn cũng quá sức, liên tục trúng chiêu, để lại từng vết thương. Đây là bởi vì khí lực của Lăng Hàn đạt đến tầng 6, thay đổi một người, dù chiến lực tương đương cũng bị oanh giết thành cặn bả. Đinh mà một tiếng, Lăng Hàn tế ra tiên ma kiếm. Chỉ ngươi mới có được tiên khí sao? Ba người tiêu anh hùng đều cười lạnh, người nổi bật như bọn hắn cái nào không có xuất nhập qua di tích cổ nguy hiểm nhất, đạt được một khối tiên kim cũng không phải việc khó, tự nhiên đã sớm có được tiên khí của mình. Lui một bước mà nói, dù vận khí của bọn hắn quá kém, Thủy Trung không có được tiên kim, nhưng nhiều năm như vậy, võ viện như thế nào cũng sẽ ban thưởng bọn hắn một khối. Ông ông ông, khí tức đáng sợ dương động, ba đạo hào quang phóng lên trời, ba người cốc hợp nghĩa cũng lộ ra tiên khí, y nguyên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cái này để cho đám người vương đông sâm đỏ mắt, bọn hắn chỉ là nhị thế tổ, mà tuy tiên vương mộ địa không thiếu tiên dược, nhưng tiên kim lại ít đến thương cảm, ngoại trừ tiên vương tiến vào thời gian đầu, căn bản không có khả năng phát hiện ở chỗ này. Bởi vậy, bọn hắn lại được sủng ái cũng vô dụng, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng không có mấy cái có được tiên khí, huống chi bọn hắn. Bây giờ nhìn đến bốn người lăng hàn đều có tiên khí, há có thể không cho bọn hắn ghen ghét. Ba người tiêu anh hùng đều là siêu cấp đế tinh, thậm chí đều đẩy mạnh về phía tiến hóa lũy thừa 12, chẳng những chiến lực kinh người, hơn nữa ngộ tính cũng vô cùng đáng sợ, đồng dạng dung hợp ba bộ cửu hóa thiên kinh, vận dụng đến trong chiến đấu, tăng lên chiến lực thật nhiều. Hôm nay, người phải chết, Tiêu Anh hùng lạnh lùng nói, ba người bọn họ liên thủ, phong tỏa hết thảy lộ tuyến chạy trốn của Lăng Hàn, tuyệt sẽ không để cho hắn chạy thoát. Ba người này đều là thiên tài, chỉ có bọn hắn nghịch cảnh giới mà thắng, nhưng bây giờ chẳng những lấy ưu thế cao hơn hai cảnh giới đi chiến tiên vương cấp thấp, thậm chí còn là ba người liên thủ, đã hoàn toàn buông xuống mặt mũi. Không thể nghi ngờ, cái này quá có lực uy hiếp. Lăng Hàn vô cùng gian nan, ba người này liên thủ cường đại hơn A Viên cùng Âm Hà tiên vương liên thủ nhiều lắm để cho hắn rất nhanh liền đẫm máu hơn nữa ba người này đều có được tiên khí bị chảm một cái cũng không phải sự tình chảy chút huyết không thể lại tiếp tục như vậy nếu không hắn sẽ chết lăng hàn thét dài một tiếng bắt đầu phá vòng vây muốn chạy miêu hóa chém ra một côn ngạnh xanh ép lăng hàn trở về ba người bọn họ liên thủ còn để cho lăng hàn chạy vậy về sau bọn họ cũng không mặt mũi thấy người lăng hàn cười ha ha chiến ý của hắn đã hoàn toàn kích phát người khác coi là chuyện không thể nào nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn thực hiện. Không phải là ba cái chiến lược tiên vương tầng 8 sao. Hắn không có khả năng chiến thắng, nhưng muốn đột phá tuyệt không phải chuyện không thể nào. Một tiếng thét dài, lang hàn bắt đầu phá vòng vây. Tiên ma kiếm chảm động, hắn hóa thành một ngọn gió, giết tới tiêu anh hùng. Tiêu anh hùng không khỏi giận dữ, lang hàn lựa chọn hắn tiến hành đột phá, có phải cho là hắn dễ đối phó nhất hay không? Đáng giận, đáng giận a, à, đi chết đi, hắn gầm lên, oanh ra một quyền, muốn đánh Lăng Hàn về. Nhưng Lăng Hàn lại bỏ qua, cưỡng ép phá vòng vây. Bành, một quyền này của tiêu anh hùng đánh vào phía sau lưng Lăng Hàn, nhưng chỉ thấy một vầng sáng chấp động, Lăng Hàn lông tóc không bị tổn thương, ngược lại ở dưới một kích này tăng tốc đi tới. Lăng Hàn chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh, hiện tại phòng ngự của hắn không nói là cấp bậc tiên kim, nhưng tuyệt không phải tiên vương tầng 8 có thể tổn thương được. Cái phòng ngự chết tiệt này, tiêu anh hùng hừ một tiếng, nếu để cho Lăng Hàn phá vòng vây rời đi như vậy, vậy hắn có thể mất mặt ném đến nhà rồi. Hắn khẽ quát một tiếng, trường thương trong tay đâm nhanh, tiên khí chịu uy hoàn toàn kích phát. Khí lực mạnh mẽ hơn nữa lại có tác dụng gì, chỉ cần không có đạt tới tiên kim, làm sao chống đỡ được tiên khí sắc bén, nếu không tiên khí làm sao có thể chân quý như vậy. Hắn cất bước muộn, hơn nữa còn lấy một quyền trợ giúp Lăng Hàn một tay, bình thường là không thể nào đuổi kịp, hắn cũng biết điểm ấy, bởi vậy thời điểm thương thế đi hết, hắn bỗng nhiên đẩy mạnh, bành, trường thương tuột tay, lấy tốc độ gấp 10 lần bộc phát, đuổi theo Lăng Hàn. Là một kích, quá nhanh, nếu như Lăng Hàn tiếp tục đi, như vậy chắc sẽ bị tiên thương đâm trúng, mà nếu như hắn quay đầu, như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng tốc độ, do đó để cho cốc hợp nghĩa cùng miêu hóa đuổi theo, một lần nữa ngăn chặn. Nhưng mà, Lăng Hàn phản ứng lại là bất luận kẻ nào cũng không ngờ, hắn chỉ hơi vặn thân thể, phốc, trường thương bắn tới. Ngay cả khí lực của hắn cũng không có cách nào ngăn cản, mũi thương lập tức đâm vào, nhưng đâm không quá sâu, mà bước chân của Lăng Hàn thì ngừng cũng không ngừng. Trở lại, tiêu anh hùng hư không chảo một cái, trường thương lập tức cuốn ngược quay về, mang theo một chùm máu tươi, cũng làm cho dưới chân Lăng Hàn lảo đảo. Thế nhưng Lăng Hàn chỉ phát ra một tiếng hổ gầm, tốc độ ngược lại nhanh hơn, toàn lực phá vòng vây. Bởi như vậy, cốc hợp nghĩa cùng miêu hóa liền đuổi không kịp Lăng Hàn rồi. Chạy đến đầy đủ khoảng cách an toàn, Lăng Hàn quay đầu, ánh mắt đảo qua ba người tiêu anh hùng, lạnh như băng, giống như đang nhìn ba cỗ thi thể. Lăng Hàn không nói gì, nhưng vô luận là ai chứng kiến nét mặt của hắn, cũng có thể đoán được hắn muốn biểu đạt ý tứ. Cái kia chính là tất chém ba người tiêu anh hùng, cái này có chút chê cười, ba người tiêu anh hùng đều là tiên vương tầng 6, chiến lược càng trực tiếp bão tố tầng 8, hơn nữa liên thủ, dù tầng 8 đỉnh phong cũng có thể chiến. chương 2916, lần nữa đại chiến. Muốn oanh giết bọn hắn, như thế nào cũng phải chiến lược tầng 9A. Nhưng Lăng Hàn chỉ là tiên vương tầng 4, dựa vào cái gì tràn đầy tự tin như vậy. Thế nhưng ba người tiêu anh hùng đều từ đáy lòng thấy lạnh cả người, linh hồn cũng có chút run rẩy. Tại sao bọn hắn phải tiến vào tiên vương mộ địa đánh lén Lăng Hàn? Một là bọn hắn ngấp nghẽ thể thuật của Lăng Hàn, muốn đoạt được, thứ hai là kiêng kỵ tiềm lực của Lăng Hàn, nếu như không ngăn cản, một ngày nào đó sẽ vượt qua bọn hắn. Ba người lập tức kiên định tín nhiệm, càng như thế, lại càng phải oanh giết Lăng Hàn. Hừ, dù tính toán thoát khỏi vây khốn thì như thế nào, dưới trọng thương có thể trốn đi đâu. Vẻ mặt miêu hóa uy nghiêm nói, liền tính toán đuổi tới chân trời góc biển, cũng phải chém. Tiêu anh hùng đồng dạng tỏ thái độ, giết, cốc hợp nghĩa vô cùng đơn giản, nhưng một chữ giết cũng biểu đạt ra ý nghĩ của hắn. Hiu hiu hiu, ba người đồng thời truy kích, lang hàn quay người, triển khai quy tắc không gian, ở đây không có cách nào tiến hành thuấn di phạm vi lớn, nhưng trong phạm vi nhỏ vẫn có thể, đồng thời hắn còn chế tạo phiền toái cho tam đại cường giả chậm lại cướp bộ của bọn hắn ngươi không chạy thoát được đâu ba người tiêu anh hùng đều tập trung thần thức ở trên người lăng hàn lăng hàn bạo phát tuy hắn kém hai cảnh giới thế nhưng ở trên quy tắc không gian nắm giữ lại để cho hắn có được tốc độ nhanh hơn hơn nữa ở đây cổ mộ thành đàn sương mù che mắt rất nhanh liền vứt bỏ ba người kia hắn tiến vào một mộ phần tìm một xó xỉnh sau đó tiến vào tiên khách cư bắt đầu chữa thương lần này hắn bị thương rất nặng, nhất là một kích cuối cùng bị tiên khí oanh chúng, tuy tránh được yếu hại, thế nhưng lực phá hoại khủng bố bắt đầu khởi động, vẫn để cho một phần ba thân thể của hắn trực tiếp hoại tử. Không chỉ như thế, loại phá hư này vẫn còn lan tràn toàn thân của hắn, nếu không phải hắn lấy nguyên lực bao vây trái tim, chỉ sợ đã sớm một mạng vô hồ rồi. Lăng Hàn dùng một viên đan dược, hắn không có để cho chúng nữ biết rõ trạng thái của mình bây giờ, nếu không nữ hoàng trực tiếp lao ra sát nhân cũng có thể, vậy thì quá nguy rồi ba người tiêu anh hùng chắc chắn sẽ không tổn thương nữ hoàng nhưng kết quả sẽ càng hỏng bét hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh trước muốn loại bỏ tiên khí lưu lại lực phá hoại tiên khí sở dĩ là tiên khí là vì lực phá hoại khủng bố chỉ cần là tiên kim tạo thành thì có năng lực như vậy khác biệt ở chỗ sau khi luyện thành tiên khí liền có thể được kích hoạt bản thân có thể chiến đấu không giống tiên kim đơn giản đúc thành binh khí nhất định phải có người điều khiển từ kết quả mà nói lăng hàn bị chém lên một cái này vô luận là bị tiên khí hay tiên binh đánh, tạo thành thương thế đều không sai biệt lắm. Bất diệt thiên kinh không ngừng lưu chuyển, từng điểm từng điểm bức lực phá hoại của tiên khí ra. Cái tốc độ này thực sự rất chậm, trên lý luận mà nói, bản thân tiên kim liền đứng ở độ cao tầng 9, bị chém chúng, giống như bị tiên vương tầng 9 oanh chúng, chỉ là thương thế sẽ không lập tức tuôn ra, mà lấy phương thức chậm chạp tiến hành phá hư. Nhất là thương ở phụ cận yếu hại, không thể móc xuống cả khu vực sẽ vô cùng phiền toái. Khá tốt, Bất Diệt Thiên Kinh là thiên tôn bảo thuật áp đảo phía trên quy tắc, dù giới hạn trong cảnh giới, Lăng Hàn còn không có cách nào dùng ra toàn bộ uy lực của Thiên Kinh, nhưng hắn là lực lượng chi nguyên, lực phá hoại của tiên khí lại có cực hạn, chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn khẳng định có thể tiêu trừ lực phá hoại. Hắn dùng thời gian lưu với mình, rút ngắn thời gian khôi phục. Hắn hao tốn hơn 500 năm, thời gian thật chỉ qua nửa năm, Lăng Hàn mới rốt cục hoàn toàn chữa tốt. Lăng Hàn ra tiên khách cư, hắn muốn một bên tiến hành tích lũy cuối cùng chuẩn bị trùng kích tầng 5, một bên thì ở trong mộ phần quay vòng, để cho tiên ma kiếm thôn vệ đầy đủ tiên kim, từ đó tấn cấp. Vô luận là hắn dảo bước tiến lên tầng 5, hay tiên ma kiếm tấn thăng thành thiên tôn bảo khí, đều để cho chiến lực của hắn phát sinh thoát thai hoán cốt, tái chiến ba người tiêu anh hùng, hắn liền không đến mức chật vật mà chạy. Khoản sổ sách này, ta nhất định sẽ đòi lại. Hắn ở trong mộ phần này không ngừng mở quan tài, mỗi mở một hòm quan tài hắn đều trước tỏ ái náy, sau khi rút ra tiên kim, cẩn thận từng ly từng tí đắp kín quan tài, người chết lớn nhất, hắn quấy dày người chết an nghỉ, trong lòng có hổ thẹn. Đột nhiên tầm đó, Lăng Hàn cảm ứng được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, lập tức dựng thẳng tiên ma kiếm ở trước người. Hưu, một đạo kiếm quang xẹt qua, chém về phía hắn, kiếm khí lăng tiêu. Đinh, Lăng Hàn xuất kiếm, ngăn chờ một kiếm này, thân hình cũng bị chảm lui, bành, đập lấy trên tường đằng sau mới ngừng lại được. Nói rồi, người không chạy thoát được đâu, người ra tay hiện thân hình, đúng là cốc hợp nghĩa, hắn vung trường kiếm mà đến, khi thế toàn thân sôi trào, lấy chiến lực của hắn hiện tại tiếp cận tầng 8 đỉnh phong, ở chỗ này cơ hồ là vô địch rồi. Đối phương là làm sao tìm được mình, ý nghĩ như vậy xẹt qua ở trong đầu lăng hàn, nhưng hắn vẫn không chút do dự lựa chọn phá vòng vây. Ở đây vách tường quá dày, chẳng khác gì là lao lung tự nhiên, như vậy chỉ cần tiêu anh hùng cùng miêu hóa đều chạy tới, một người giữ vững một thông đạo, vậy hắn thực sự là chắp cánh cũng không tránh khỏi. Cho nên, nhất định phải thừa dịp xu thế vây kín chưa tạo thành đột phá. Hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh, kiếm kiếm liều mạng lưỡng bại câu thương. Cái này để cho cốc hợp nghĩa đau đầu, thực lực của hắn xác thực mạnh hơn Lăng Hàn, nhưng cũng không dám bị tiên khí chém chúng một cái. Hơn nữa chiến lực của Lăng Hàn cũng đạt tới tầng 7, cái này há có thể coi như không quan trọng. Hắn cũng không muốn sau khi chấn giết Lăng Hàn, mình gặp không may trọng thương, đến lúc đó tiêu anh hùng cùng miêu hóa đuổi tới, ai có thể bảo chứng bọn hắn sẽ không đột hạ sát thủ với mình. Đây chính là Tiên Vương Mộ Địa, mặt hắc ám trong nội tâm mỗi người đều bị đào móc ra, cũng vô hạn phóng đại. Tại đây không có bất kỳ quy tắc, trói buộc, rất dễ dàng để cho người biến thành tên điên, biến thái. Mà chết ở chỗ này, ai sẽ truy cứu, lại có thể truy cứu như thế nào? Cho nên, hắn muốn bắt Lăng Hàn, lại không thể để cho bản thân bị thương, ít nhất không thể thụ trọng thương, ảnh hưởng tới chiến lực. Chương 2917, không thể ngăn cản. Đã có cố kỵ như vậy, hắn muốn ngăn lăng hàn liền khó khăn hơn nữa tuy ở đây không phải mê cung thế nhưng lối dễ quả thực không ít rất dễ dàng liền để cho lăng hàn bắt được cơ hội thừa cơ giết ra ngoài cốc hợp nghĩa vội vàng truy kích trong nội tâm nén giận rõ ràng lại để cho lăng hàn lần nữa đào thoát nhưng ai bảo lăng hàn nắm giữ bất diệt thiên kinh trong thời gian ngắn để cho khí lực trở nên vô cùng cường hoành có tư cách lấy thương đổi thương hơn nữa hắn lại tâm có cố kỵ làm sao ngăn đón đã muốn thu hoạch lại không muốn trả giá thật nhiều làm gì có chuyện tốt như vậy lăng hàn gấp động ở đây bậc thang cong cong quấn quấn thật sự nhiều lắm cực kỳ ảnh hưởng tới tốc độ của hắn hắn không biết quấn bao lâu vừa mới chuyển qua một chỗ ngoặt hô một cây gậy bỗng nhiên quét tới mang theo kình phong vô cùng đáng sợ thân hình của miêu hóa cũng xuất hiện trên mặt hắn mang theo cười lạnh nghĩ đến hắn đã phát hiện ra lăng hàn nhưng không có hiện thân mà ở chỗ này phục kích đủ âm trầm nếu như lăng hàn ở trạng thái bình thường như vậy miêu hóa tuyệt không có khả năng phục kích được hắn nhất định sẽ bị hắn sớm phát hiện. Thế nhưng tình huống bây giờ đặc thù, hắn đang chạy như điên, càng nhiều tâm lực đặt ở cốc hợp nghĩa đằng sau, làm cho linh giác không bằng bình thường, hơn nữa miêu hóa hoàn toàn thu liếm khí tức, chỉ vì lần tập kích này, tự nhiên càng thêm khó lòng phòng bị. Một côn quét ra, Lăng Hàn mới kịp phản ứng, lúc này lại muốn biến hóa thân hình đã không còn kịp rồi, chống đỡ cũng đã chậm, Lăng Hàn hừ một tiếng, vận chuyển bất diệt thiên kinh, trên người lập tức hiện lên phù văn kim sắc. Bành, một côn đã đánh tới, Lăng Hàn không hề lo lắng bị chấn bay, nặng nề đâm lên vách tường, lực lượng khủng bố trùng kích, mặt tường móp méo vào, toàn bộ mộ phần phát ra rung động. Một côn này của miêu hóa quá kinh khủng, ngay cả vách tường cứng rắn cũng bị hắn oanh phá, nhìn mặt bên kia liền nói rõ tường thể này chắc chắn, chiến lực tầng 8 oanh kích, rõ ràng chỉ lõm ra một cái hố, quá không thể tưởng tượng rồi. Lăng Hàn hoa một tiếng, liên tục thổ huyết, nhưng hắn vẫn không chút do so dự, dưới chân điểm một cái, phóng về phía trước còn muốn chạy, miêu hóa cười lạnh, một côn của hắn đã dùng hết xu thế, nhưng tay trái lại buông lỏng thân côn, đánh về phía lăng hàn, ông ông ông, một trường đánh ra, bàn tay của hắn không ngừng biến lớn, hỏa diễm bốc lên, lập tức để cho nơi đây biến thành núi lửa. Quần áo trên người lăng hàn lập tức nổi lửa, đây chính là dùng da lông tiên vương làm thành, thế nhưng thì tính sao, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đốt trọi, lộ ra làn da bên trong. Nhưng chỉ giới hạn ở đây, sợi tóc của lăng hàn y nguyên đen nhánh, có một tầng óng ánh chi sắc, căn bản không có bị nhiệt độ cao cháy hỏng. Đây là tự nhiên, khí lực của hắn mạnh đến tầng 6, nếu miêu hóa có thể một trường trực tiếp đánh tới, vậy lấy khí lực của hắn cũng không chịu nổi, thế nhưng chỉ một tiêu uy năng, cái kia tự nhiên không có khả năng làm bị thương lang hàn một sợi tóc. Oanh, một trường này đập rơi, thanh thế to lớn. Lang hàn thét dài một tiếng, hồi kiếm vọt ra, xoát, kiếm quang kinh diệu. Phốc, cự thủ lập tức bị chém thành hai đoạn, tiên khí chi duệ không có gì có thể kháng cự. Miêu hóa hử lạnh một tiếng, hắn thu hồi tay trái, chỉ thấy lòng bàn tay có một miệng vết thương nhẹ, đang chảy ra máu tươi. Khá tốt, đây chỉ là kiếm khí gây thương tích, không phải là bị tiên khí trực tiếp chém chúng, hắn vận chuyển công pháp, miệng vết thương liền lập tức đình chỉ đổ máu, khép lại. Tên đáng chết, hắn cắn răng, bị hắn quét trúng một côn, lăng hàn tuyệt đối đã gãy mấy cục xương, nội phủ cũng bị trọng thương, rõ ràng còn có chiến lực như thế, phản kích lăng lệ ác liệt, để cho hắn thật không ngờ. Loại ra hỏa tình cảnh càng nguy hiểm, ý chí chiến đấu càng sục sôi này thật sự là chán ghét, như khốn hổ, tuyệt không thể sơ suất chủ quan, nếu không phản chịu hắn hại. Hưu, lúc này cốc hợp nghĩa vừa vặn đuổi tới, hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người bọn họ đánh lén, rõ ràng còn để cho Lăng Hàn phá vòng vây mà đi, người trẻ tuổi này thực là yêu nghiệt đến không tưởng nổi. Truy, hai người đồng thời cất bước, tiếp tục truy kích Lăng Hàn, nếu để cho Lăng Hàn chạy ra một phần này đến bên ngoài phạm vi rộng lớn, thứ hai có sương mù che mắt, rất dễ dàng liền làm cho đối phương đào tẩu. Cho nên, nhất định phải ở chỗ này giết Lăng Hàn. Lăng Hàn, người giàu gì cũng là thiên kiêu võ Việt, ngay cả chiến một trận cũng không dám sao. Miêu Hóa nói, cái này tự nhiên là nhiễu loạn tâm thần của Lăng Hàn. Cốc Hợp Nghĩa cũng nói, chúng ta có thể thề, cho người cơ hội công bình chiến một trận, tùy ngươi chọn ai, chỉ cần ngươi khả năng trèo chống ngàn chiêu, liền vĩnh viễn sẽ không tìm ngươi. Lăng Hàn chạy như điên, khóe miệng thì lộ ra cười lạnh, hai người này tự nhiên là nửa chữ cũng không thể tin tưởng, công bình. Thực muốn công bằng, bọn hắn làm sao có thể liên thủ đối phó mình, thậm chí dùng ra thủ đoạn đánh lén. Từ giờ khắc này bắt đầu, các người hảo hảo quý trọng mỗi một ngày, bởi vì thời gian lưu cho các ngươi không nhiều lắm rồi. Hắn lạnh lùng nói ra, cốc hợp nghĩa cùng miêu hóa đều giận dữ, tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo đi, chẳng lẽ người có tiến bộ, bọn hắn liền không hề tiến bộ sao? Bọn hắn thừa nhận tiềm lực của Lăng Hàn càng lớn hơn mình, thế nhưng muốn siêu việt bọn hắn mà nói, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Bọn hắn cũng có chút khó hiểu, miêu hóa đã đuổi tới, vì sao tiêu anh hùng còn không có xuất hiện, nếu như để Lăng Hàn chạy như vậy, hắn hoàn toàn có khả năng chạy đi. Thế nhưng tiêu anh hùng giống như mất tích, Thủy Trung không có xuất hiện, để cho Lăng Hàn trốn ra một phần, lợi dụng xương mù thoát khỏi hai người miêu hóa. Cái này để cho miêu hóa cùng cốc hợp nghĩa đều giận dữ, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài thanh âm cuồn cuộn thậm chí tạm thời tách ra sương mù bốn phía đúng lúc này tiêu anh hùng xuất hiện sao người muộn như vậy hai người miêu hóa đều hỏi mang theo bất mãn mãnh liệt ánh mắt của tiêu anh hùng có chút ngốc trệ ánh mắt che một tầng đồ vật màu đen dừng một lúc sau ánh mắt của hắn lập tức khôi phục thanh minh nói phát hiện ít đồ cho nên làm trễ nãi có đồ vật gì đó có thể so với bắt lăng hàn càng thêm trọng yếu miêu hóa khẽ nói chương 2918, ngụy Biến 1. Tiêu Anh Hùng lại nói, nếu chúng ta có thể phá giải bí mật của vật kia, giá trị tuyệt không kém lăng hàn. a à, miêu hóa cùng cốc hợp nghĩa đồng thời con mắt sáng ngời. Vậy đi xem, lăng hàn chạy như điên một hồi, lại tiến vào tiên khách cư chữa thương. Lúc trước hắn bị tiên thương thiếu chút nữa đâm trúng trái tim, lần này thì chúng một kích của tiên côn, lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí, xương cốt bị gãy mấy cây, sát khí đang phá hư thân thể của hắn. Cấp độ của Bất Diệt Thiên Kinh còn chưa đủ, nếu như ta có thể đẩy mạnh đến Tiên Vương Bất Diệt thể 9 tầng, vậy đối kháng tiên khí liền sẽ không khó khăn như thế, nếu tu ra Bất Diệt Tiên Kim thể, thể như tiên kim, hoàn toàn không sợ tiên khí rồi. Lăng Hàn cảm khái, thế nhưng đẩy mạnh Bất Diệt Thiên Kinh đến cấp độ này, muốn tái tiến một bước liền cần vô số tài nguyên, ngẫm lại duyên sinh thiên tôn cũng là sau khi giảo bước tiến lên thiên tôn mới tu thành Bất Diệt Thiên Kinh, bởi vì thực lực không tới, từ chỗ nào làm đến nhiều tài nguyên như vậy? Hiện tại bất diệt tiên vương thể của hắn cấp độ thậm chí còn trên cảnh giới, đã là kỳ tích rồi. Lại nửa năm trôi qua, Lăng Hàn hoàn toàn hóa giải tiên khí chi thương. Ba người kia là làm sao tìm được ta? Lăng Hàn suy nghĩ vấn đề này, hắn trốn ở tiên khách cư nửa năm một mực bình an vô sự, thế nhưng vừa xuất hiện liền bị đánh lén, tựa hồ ba người kia có phương pháp đặc thù tìm được mình. Nói không chừng trận ở thời điểm trận đầu tiên, bọn hắn ở trên người ta gieo xuống thủ đoạn gì, ngay cả khi thiên thuật cũng không thể che đậy nhưng tiên khách cư chính là tiên kim tạo thành, cái này đã vượt qua thủ đoạn của bọn hắn, dù sao chiến lực của bọn hắn cũng chỉ là tầng 8. lang Hàn phỏng đoán, nhưng lại không chút do dự chạy ra ngoài. Ở trong tay tam đại cường giả chạy ra tìm đường sống, sinh tử một tuyến, có khi bị tiên khí oanh chúng, tuy nguy hiểm, nhưng lại để cho hắn không ngừng hiểu ra, hắn tin tưởng lại đến mấy lần, hắn liền có thể hoàn toàn vững chắc trụ cột, từ đó trùng kích tầng 5. Hắn muốn chứng minh suy đoán của mình là đúng, nên ngồi ở trên đỉnh một vào mộ phần, Xem ba người miêu hóa có thể rất nhanh chạy tới hay không? Quả nhiên, chỉ gần nửa ngày, trong sương mù đi tới ba người, không phải ba người miêu hóa thì là ai? Lăng Hàn vừa muốn nói chuyện, lại hơi kinh hãi. Hiện tại ba người Tiêu Anh Hùng có chút quỷ dị, mắt của bọn hắn che một tầng đồ vật màu đen, toàn thân càng có một loại quỷ dị chi khí không cách nào hình dung, để cho Lăng Hàn không tự chủ được phát lên hàn ý. Có điểm giống Hắc Hùng quái trước kia, đúng, tuy hình thái hoàn toàn bất đồng, thế nhưng ở trên khí tức đã giống nhau lăng Hàn người nghĩ thông suốt ý định giao tánh mạng ra đây sao tiêu anh hùng cười lạnh nói hắn ngang nhiên mà đứng tản ra tự tin mãnh liệt tựa hồ Tiên Vương tầng 9 phía trước cũng dám chiến một trận tánh mạng của ngươi cuối cùng sẽ chôn cất ở trong tay chúng ta miêu hóa cũng nói cốc hợp nghĩa ngược lại không có nói nhảm hắn gần đây tao nhã nhưng bây giờ đã có một loại giữ tợn nói không nên lời để cho người không rét mà run ba người tản ra tạo thành xu thế tam giác bao vây lăng Hàn lại lăng hàn tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn thực hiện được hắn đã xác nhận suy đoán của mình ba người có phương pháp đặc thù tìm được mình hắn thét dài một tiếng tiên ma kiếm ra trực tiếp phá vòng vây không chạy thoát được đâu tiêu anh hùng cười ha ha tay trái cầm thương oanh ra tay phải hư không nhấn tới lăng hàn một cái một cỗ áp lực đáng sợ lập tức bao phủ ở trên người lăng hàn lăng hàn chỉ cảm thấy đại não tê dần giống như bị vô số kim đâm để cho hắn muốn ngất không muốn tiếp nhận thống khổ như vậy hắn không khỏi kinh hãi, phải biết rằng thần hồn của hắn cũng được bất diệt thiên kinh rèn luyện qua, như thế nào sẽ suy yếu như vậy. Lăng Hàn, lúc trước thật sự là xem trọng ngươi rồi. Tiêu anh hùng đã giết đến, một thương đâm qua, ở trước mặt ta, người căn bản không chịu nổi một kích. Lăng Hàn xuất kiếm, đinh một tiếng, trường thương bị chống chọi, nhưng lực lượng khủng bố trùng kích, làm hắn không ngừng trượt lui. Bất quá là tầng 4, tiêu anh hùng khinh thường nói, tay phải lại đập qua, lòng bàn tay hiện lên một ký hiệu màu đen, có điểm giống như hình lục giác, nhấn về phía lăng hàn. Không thể tưởng tượng nổi, thời gian sự thật chỉ qua nửa năm mà thôi, vì sao chiến lực của tiêu anh hùng lại tăng lên nhiều như vậy. Ở trong lòng lăng hàn xẹt qua các ý niệm, cảnh giới của tiêu anh hùng không có biến hóa, thậm chí lực lượng cũng không có biến hóa, nhưng lại nắm giữ một loại thủ đoạn, có thể đối với thần hồn tạo thành thương tổn cực lớn. Thật giống như Lăng Hàn so với người khác nhiều hơn thủ đoạn thể thuật vậy, trực tiếp để cho hắn nghịch thiên, mặc dù tiêu anh hùng không có biến thái như thế, thế nhưng lại tăng chiến lực lên một cấp bậc. Hiện tại hắn một người liền tương đương với tầng 8 đỉnh phong, hoàn toàn nghiền áp Lăng Hàn. Bành, Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, ngại ngăn một kích của tiêu anh hùng, sau đó mượn lực ra tốc, muốn chạy trốn ra lớp lớp vòng vây. Hừ, miêu hóa một côn quét tới, tay phải cũng một trưởng hư đập, áp lực đáng sợ ngăn cản lại, đồng dạng để cho Lăng Hàn đầu đau muốn nứt. Ba người này đều nắm giữ bí pháp nào đó, để cho bọn hắn có được lực sát thương khủng bố nhằm vào thần hồn. Làm Hàn hét lớn một tiếng, triển khai thuấn di, bành bành bành, thân thể cưỡng ép đánh phá không gian, lập tức đến chỗ xa xôi. Ba người tiêu anh hùng cũng không truy kích, mà nhao nhao lộ ra cười lạnh. Tu luyện loại bí pháp này, chiến lực của chúng ta còn có khả năng tiếp tục tăng lên. Lần sau gặp lại kẻ này, liền có thể đơn giản lấy tánh mạng. Thể thuật của hắn rất cường đại, vẫn có thể cho ta tăng lên một ít, nhưng so với thủ đoạn hiện tại của chúng ta, đây cũng không phải rất trọng yếu rồi ba người tràn đầy tự tin biết rõ đuổi không kịp lăng hàn dứt khoát không hề truy kích lăng hàn chạy thật lâu lần nữa tiến vào tiên khách cư lần này hắn chỉ dùng nửa ngày thời gian liền hồi phục xong dù sao không có bị tiên khí trực tiếp oanh chúng ba gia hỏa này đến cùng đã nhận được kỳ ngộ gì thần hồn công kích lại đáng sợ như thế bất quá mặc dù chỉ giao thủ một hai chiêu nhưng ta có loại cảm giác tính cách của bọn hắn giống như cũng phát sinh biến hóa vô cùng khát máu, âm vụ. chương 2919, ngụy Biến hai Ở trong mộ phần này, đến tột cùng cất dấu bí mật gì? Lăng Hàn đối với Hoàng Nguyệt là vô cùng kiêng kỵ, quyết đoán lớn đến truyền thụ thiên tôn diệu Pháp, như vậy nếu hắn không phải thiên hạ đệ nhất hiền nhân, tất nhiên là có mưu đồ vô cùng lớn. Ở trong tiên vương mộ địa sẽ có người tốt sao? Có lẽ có, nhưng tuyệt đối tốt có hạn, bất quá sớm bị người ăn sống nuốt tươi rồi. Cho nên, Hoa Nguyệt tất nhiên là loại thứ hai, có mưu đồ cực lớn. Lăng Hàn thật sự không nghĩ ra, đối phương toàn tính đến tột cùng là cái gì, lại để cho hắn có thể hào phóng như thế. Hắn ra tiền khách cư, bắt đầu đi đi lại lại khắp nơi, nhưng không có tiến vào một phần, như vậy dù tính toán tình huống không đúng, hắn chạy trốn cũng thuận tiện. Bất quá có chút ngoài ý muốn, ba người miêu hóa không có giết đến, lại làm cho hắn gặp được hai ba người chiến đấu. Hắn không biết mấy người này vì sao xảy ra xung đột, nhưng chiến đấu vô cùng kịch liệt hơn nữa bọn hắn đều dùng loại thủ đoạn của đám người tiêu anh hùng hơn nữa so với đám người tiêu anh hùng biến hóa càng thêm rõ ràng toàn thân bốc lên hắc khí như ma sát ồ lăng hàn đột nhiên khẽ giật mình đây không phải cùng hắc hùng quái có chút tương tự sao nếu như trên người của bọn hắn lại dài ra chút ít xúc tu vậy thì thật là không có khác nhau rồi bọn hắn bị nơi đây thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến sao bởi vì không có người phát hiện có khác thường gì y nguyên tầm bảo chiến đấu vì cái gì mình không có lang hàn nội cha bản thân ánh mắt của hắn không có vật chất màu đen đương nhiên cũng không có nắm giữ thủ đoạn phá hư thần hồn hắn cẩn thận nghĩ chẳng lẽ là bởi vì hắn dừng lại ở trong tiên khách cư thời gian chiếm đa số hay hắn tu luyện bất diệt thiên kinh đây là thiên tôn sáng chế đối với cường độ thần hồn cũng có hiệu quả tăng lên thật lớn hắn ở trong lòng gõ lên cảnh báo có thể làm cho tính cách của ba người tiêu anh hùng cũng phát sinh cải biến, loại thủ đoạn này quá kinh người. Ô, chẳng lẽ là mưu đồ của Hoa Nguyệt sao? Hắn muốn để người nơi này biến thành tên điên khát máu. Tuy người trong tiên vương mộ địa tựa như biến thái, nhưng mỗi người dù sao vẫn rất quý trọng cái mạng nhỏ của mình, cũng có mưu đồ, cả đám thế lực tạo thành chính là chứng cứ rõ ràng, nếu không mọi người chỉ cần đánh thành một đoàn là được rồi. Chỉ là đây đối với Hoa Nguyệt có chỗ tốt gì, tiên vương sao sẽ làm sự tình vô nghĩa, để cho người nơi này tự giết lẫn nhau, cuối cùng bị chết sạch sẽ, hoang nguyệt từ đó có thể có được cái gì. Bà La Tiên Hoa, Thăng Long Đan, thời điểm hắn suy tư, mấy người kia chiến đấu đã chấm dứt, lấy một phương toàn diệt xong việc. Không có người đào tẩu, đều như điên vậy, một phương thắng được cũng chỉ còn lại có ba người, bọn hắn nhìn về phía lăng hàn, trong ánh mắt có hắc quang chấp động, tản ra hàn ý đáng sợ. Bọn hắn không hề cố kỵ lao đến, phát động công kích về phía lăng hàn. Lăng hàn hừ một tiếng, Thân hình xông ra, bành bành bành, liền oanh ba quyền, ba người này liền bị hắn đánh bạo. Có ba đạo thần hồn trùng kích đến, để cho Lăng Hàn hơi có chút đau đớn. Hắn kinh ngạc, ba người này tu vi cao nhất mới chỉ là tầng 3, theo lý mà nói mặc kệ oanh kích cũng không có khả năng để cho hắn có một chút cảm giác, lại rõ ràng để cho hắn phát lên cảm giác đau đớn, cái này cực kỳ không đúng. Giống như, người ở chỗ này đều trở nên cường đại lên rồi. Ồ, Lăng Hàn phát hiện, trên thân thể ba người này đều dâng lên hắc khí đang bay về phía hắn. Thân hình hắn nhanh chóng thối lui trăm trượng, nhưng hắc khí như hình với bóng, vẫn còn thổi qua. Đây là cái đồ chơi gì? Lăng Hàn không có trốn, lòng hiếu kỳ của hắn quá lớn, muốn lấy thân thử nghiệm. Lăng Hàn duỗi ngón tay ra, ba đạo hắc khí kia phảng phất như nhận lấy dẫn dắt, lập tức theo ngón tay của hắn chui vào. Trong nháy mắt, trước mắt Lăng Hàn chấp động lên vô số ký hiệu, đại đạo ở trước mặt hắn hiển hiện, rồi lại bất đồng với bất luận một loại quy tắc nào mà hắn tu, để cho hắn cảm ngộ bộc phát, lại có chút thần kinh thác loạn. Hắn lăng không liền nắm giữ một loại thủ đoạn, có thể công kích thần hồn đối thủ, tạo thành phá hư đáng sợ. Hóa ra, thuật công kích thần hồn của đám người tiêu anh hùng là như vậy tới. Lăng Hàn có loại cảm giác, thậm chí khát vọng, cái kia chính là đánh chết càng nhiều người nữa, hắn nắm giữ thủ đoạn sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, thậm chí ngay cả tiên vương tầng 9 cũng có thể oanh giết, làm cho đối phương biến thành một cái xác không hồn. Hắn kinh hãi, nếu như bị cổ xúc động này khống chế hắn vẫn là mình sao nhưng mà đối với thực lực khát vọng lại mãnh liệt như vậy để cho hắn có chút khắc chế không được mình xúc động rồi hắn hít một hơi thật sâu chẳng trách lấy yêu nghiệt như ba người tiêu anh hùng còn bị ảnh hưởng bởi vì này phù hợp khát vọng của mỗi một võ giả cái kia chính là muốn cường đại hơn đối với người trong tiên vương mộ địa mà nói giết chóc không phải sự tình quá bình thường sao không cần bị cái này ảnh hưởng bọn hắn vẫn giết chóc giết nhiều hơn nữa lại có làm sao lăng hàn tiến vào tiên khách cư hắn muốn khu trừ loại cảm xúc giết chóc này ảnh hưởng vừa tiến vào tiên khách cư lăng hàn không khỏi cảm thấy một trận nhẹ nhõm tựa hồ toàn bộ hoàn cảnh đều ảnh hưởng ta chỉ là khí thức màu đen này càng thêm rõ ràng tiên khí có thể hữu hiệu ngăn cách loại ảnh hưởng này cho nên ta tiến vào đây liền trở nên nhẹ nhõm rất nhiều cái này cũng có thể là nguyên nhân ta chậm chạp không có bị ảnh hưởng lăng hàn khoanh chân triển khai bất diệt thiên kinh để cho mình bảo trì tâm linh không minh ta tức là ta, không động tâm vì ngoại vật. Mười ngày sau, lang Hàn đứng lên, hắn ngưng kết hơi nước, hóa thành một tấm gương, nhìn kỹ ánh mắt của mình trong kính, trong suốt bình thản, không có một tia lệ khí. Hẳn là hóa giải rồi, nhưng toàn bộ hoàn cảnh vẫn sẽ sinh ra ảnh hưởng, ta không thể ở bên ngoài mỏi mòn chờ đợi, nếu không tất nhiên sẽ từng bước một đánh mất bản thân. Đây là ảnh hưởng thay đổi một cách vô tri vô giác, lợi dụng tâm lý khát vọng cường đại của người, từng bước một ăn mòn. Chỉ là sau khi ta hóa giải hắc khí, liền không cách nào vận dụng tinh thần trùng kích, tựa hồ hắc khí kia là lực lượng chi nguyên,